Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang và toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi với các vị có cơ hội để gặp lại nhau và để chia sẻ trong cái vấn đề Phật Pháp. Thì cái thời Pháp này chúng ta dành cho thời Pháp, Pháp Đàm, tức là dẫn đáp. Tất cả các vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc xung quanh về vấn đề Phật Pháp và học tu thì các vị cứ viết ra giấy hoặc là hỏi trực tiếp. Tôi sẽ đưa micro cho các vị, rồi các vị cứ cầm hỏi trực tiếp và chúng ta cùng thảo luận xung quanh những vấn đề tu học theo khả năng của tôi. Cho nên hôm nay tôi đã đến với các vị cũng rất nhiều bài giảng rồi, qua nhiều khuynh hướng khác nhau về tu học. Thì hôm nay chúng tôi muốn các vị qua quá trình học và tu, các vị còn những gì vướng phải trên con đường tu học của mình thì các vị cùng nêu ra để chúng tôi với các vị cùng trao đổi, để có thể làm sáng tỏ thêm một vấn đề. Đồng thời
Các vị học và tu phải có những cái thắc mắc như vậy để giúp cho chúng ta tu học nó mới có một sự cởi mở hơn. Thì ở đây tôi gợi ý, nếu ai có câu hỏi gì thì gửi lên đây cùng chia sẻ. Tại vì thông thường tôi thấy Phật tử học tu thì tinh tấn lắm, nhưng mà dường như cái tập khí nghiệp chướng nó không thay đổi nhiều. Chúng ta chỉ biết thành tâm và tu với Phật thôi, hoặc thậm chí tốt hơn nữa chúng ta tu với mấy ông thầy thôi. Còn tất cả những người đồng hành chúng ta, những người thân chúng ta, những chúng sinh, chúng ta ít có tu với họ lắm. Nhưng mà nó trái lại, ông Phật không cần chúng ta tu với ông Phật, mà những người cần chúng ta tu là chúng sinh kìa. Những người ta đang cần các vị tu thì các vị không tu, mà những người không cần các vị tu với họ thì các vị lại tu. Chúng ta làm như vậy nó hơi nghịch lý. Bây giờ các vị có lên trên bàn Phật, các vị có múa giỏ, có muốn nói bất cứ điều gì, các vị thậm chí có chụp giật những trái cây trên đó, ông Phật có nói các vị điều gì không? Không. Nhưng mà vậy mà các vị không làm, các vị đem cây lên cúng. Còn tất cả những chúng sinh cần ăn trái cây, xin má ăn trái, xin ba ăn trái, không mày, để tao cúng Phật mày. Những chúng sinh đang cần thực tế thì chúng ta không cho. Thành ra khi các vị học tu thì tôi cũng rất là tôn trọng. Thì tôi thấy các vị phần lớn á, các vị đi chùa học tu thì tốt, nhưng mà những vấn đề các vị đặt ra tôi thấy các vị hình như khó hơn ông Phật á. Có những điều Phật không nói tội mà chúng ta cho là tội, có những điều không lỗi mà chúng ta cho là lỗi. Vì vậy những điều mà chúng tôi nói dưới đây, tôi mong rằng tất cả các vị cứ bày tỏ quan điểm của mình bằng những câu hỏi trực tiếp như vậy. Sự thắc mắc của chúng ta biết đâu là sự thắc mắc của rất nhiều người ở trong đó. Cho nên mong rằng các vị học và tu thì dùng chia sẻ. Hôm nay cái thời pháp chính là tôi dành cho các vị trong thời pháp thoại là pháp đàm, tức là chúng ta cùng trao đổi qua với nhau bằng những câu hỏi. Chúng tôi thưa với các vị, khi chưa học tu chúng ta thấy chúng ta có khoảng cách với chùa rất là lớn. Khoảng cách ở đây do tất cả chúng ta có quan niệm sai lầm, là khi chúng ta ở nhà chúng ta không nghe nhiều về tội lỗi, nhưng mà khi chúng ta bước đến chùa chúng ta thấy tại sao cái gì cũng tội hết, cái gì cũng răn đe, cái gì cũng cấm, cái gì cũng lên án, cái gì cũng chỉ trích. Nhưng mà liệu những gì các vị răn đe, lên án, chỉ trích như vậy có những cái đúng hay không? Tôi thấy có những khi chúng ta đến chùa, ví dụ chúng ta tụng kinh, thì có những người hỏi bạn trai chưa? Nó chưa, không được tụng kinh nè. Tụng kinh tội, tội không? Rồi có những khi cái chuyện vừa mới đây đó, là cái cô đó cổ thỉnh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà bằng tượng cốt á, cái tượng mà bằng sành á, đem về thờ, thì một sư cô đó nói là cô thỉnh tượng Phật về về hàng đêm có tụng kinh không? Cô này nói dạ không. Nói không mà thỉnh tượng Phật đó về thờ là tội á. Rồi cô này quảng hồn đem gửi lại chùa, nhiều lắm luôn. Rồi ở đây khi chúng ta đó, những đứa nhỏ mà nó đi, thường thường bạn trai bạn gái nhỏ nhỏ đó, nó xúm nhau đi chùa thì đi chùa nha, mà nếu bạn trai bạn gái vô chùa mày á, mà vô chùa yêu đương đồ là tội mày. Tất cả những cái đó chúng ta làm có thực ý nghĩa nó như vậy hay không? Chúng ta không khéo chúng ta đẩy tất cả những người muốn tu học theo Phật pháp tránh xa hết. Tránh xa chỗ nào? Khi người ta ở nhà người ta cảm thấy đỡ mặc cảm tội lỗi hơn. Bởi vì đi vô chùa cái gì cũng tội hết, thôi tôi ở nhà sướng hơn, cái mắt gì vô đó để tội, phải không? Cho nên đây là những quan điểm chúng ta cần để ý. Có ai gửi câu hỏi lên không? Có một câu hỏi là con có nghe một thầy giảng giết nhiều con thì có tội hơn ít con, thay vì giết một rổ tép thì nên giết heo, bò, gà, vịt ít tội hơn, có đúng không? Và các vị thấy sao? Giết nhiều có tội quá, giết một con cho nó đỡ, phải không? Ví dụ giết một gỗ tép tới cả mấy trăm con, cả ngàn con, là bây giờ giết một con gà hay là con vịt hay con heo, con bò, con à, đỡ tội. Xin thưa với các vị, ai giảng Phật pháp như vậy là đem Phật pháp đi giết ri đó, là chết rồi. Nếu nói như vậy á, thay vì tôi giết 100 chó tôi quất 1 con người, có phải vậy không? Một con đó ít tội hơn.
các vị thấy cái này nó nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật mà chúng ta đem như toán học 2 cộng 2 bằng 4 là trật rồi các vị. Ai giảng Phật Pháp như vậy là chết rồi. Nếu điều này thà giết một con heo con bò thay vì giết một rổ tép á, mà giết con heo con bò á, nó ít tội hơn á, thì các vị giảng như vậy là quá máy móc. Tất cả chúng ta đều có tội, nhưng tội với khuynh hướng nào các vị phải để ý. Tại sao Đức Phật bảo cấm sát sinh? Là để tôn trọng sự sống của chúng sinh, và để xác định được giết nhiều giết ít, tội nhiều tội ít, không phải căn cứ trên số lượng. Nếu nói căn cứ trên số lượng có tội thì ông bác sĩ là tội nhiều nhất. Bởi vì ông mà nào mà chế ra thuốc mà để trị bệnh đó, quất một cái không biết bao nhiêu vi trùng, thì lúc đó còn hơn có mấy chục gỗ tép nữa. Như vậy mỗi một lần trị một bệnh nhân là ông bác sĩ đỏ không biết bao nhiêu kiếp mới hết, có phải vậy không? Các vị giải thích Phật Pháp như vậy là người ta không dám tu là phải rồi. Xin thưa các vị, ở đây không phải giết nhiều con tép hay là ít con tép hay là con gà, con vịt căn cứ trên số lượng mà để định tội, mà xác định rằng cái giết nào nhẫn tâm hơn là cái đó tội hơn. Có thể các vị giết một rổ tép, nhưng mà cái nhẫn tâm với cái số lượng này nó không có nhiều. Các vị có khả năng các vị đủ nhẫn tâm giết tép, nhưng mà các vị không đủ nhẫn tâm các vị cắt cổ con gà, đúng không? Con tép thì làm được mà gà bự quá không dám. Như vậy mặc dù cái số lượng con tép là có thể 100 con chúng ta giết cổ, chúng ta cắt đầu, nhưng mà so với nhẫn tâm với cắt cổ con gà, cái nào nhẫn tâm hơn? Dĩ nhiên là con gà. Vì nhẫn tâm hơn con tép mới cắt cổ nổi con gà. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng giết chúng sinh cái nào nhẫn tâm hơn thì cái đó tội hơn, chứ không phải là giết nhiều hay là giết ít ngay chỗ này. Nhưng nếu cái số lượng tép quá lớn, lớn đến độ mà nếu nhẫn tâm dữ lắm mới giết được cái lượng này, thì nhẫn tâm với cái lượng tép quá lớn này nó sẽ nhẫn tâm hơn con gà, thì cái nhẫn tâm đó nó mới tội hơn một con gà. Các vị hiểu ý tôi nói không? Bây giờ giết một con bò so với một rổ tép thì con bò là chúng ta nhẫn tâm dữ lắm chúng ta mới làm được, đúng không? Nhưng nếu mà có lượng tép hay là một cái lượng gà gì đó mà nó lớn đến độ mà bây giờ đủ nhẫn tâm hơn con bò mới giết nổi cái số lượng gà này, thì cái đó mới tội hơn là giết con bò. Các vị hiểu cái điều này không? Thành ra ở đây phải căn cứ vào độ tàn ác và nhẫn tâm của chúng ta trên vấn đề này thì chúng ta mới kết tội được. Như vậy không phải căn cứ trên 1, 2, 3, 4, 5 về số lượng, vì chúng ta kết tội là tội hơn hay là tội nặng hơn hay nhẹ hơn. Phật không bao giờ dạy chúng ta bằng một cách máy móc như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đốt một tổ kiến có thể mấy ngàn con, đúng không? Nhưng mà chúng ta đủ can đảm đốt không nếu bất cứ điều gì gặp phải? Đủ can đảm đốt không? Nếu chúng ta gặp cái gì cần thiết chúng ta đốt được cái tổ kiến này có thể là mấy ngàn con, nhưng mà kêu chúng ta giết mấy ngàn con gà hoặc là mấy trăm con gà chúng ta giết nổi không? Không nổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta giết cái số lượng kiến ở một độ quá lớn, lớn đến độ mà con gà chúng ta không dám giết, nhưng mà nếu cái lượng kiến này chúng ta đủ nhẫn tâm để giết thì chúng ta sẽ tội hơn con gà. Cái số lượng không phải là 1, 2, 3, 4, mà căn cứ vào cái thái độ đủ nhẫn tâm với cái gì thì tính ở mức độ nhẫn tâm đó mà kết tội. Chúng ta phải thấy như vậy. Vì vậy cho nên nếu giết một mạng người thì cái nhẫn tâm này nó đã dường như đoạn cái giống thiện rồi, nó quá đáng rồi. Cho nên có nhiều người với cả đời giết trâu giết bò nhưng mà không ai lên án là tội như một cái vấn đề phạm pháp hết á. Nhưng mà đụng chạm đến con người thì sao? Chúng ta phải đủ một lượng nhẫn tâm như thế nào mới đủ sức để giết một con người. Vì vậy nếu một người đó giết một con người thì có thể 100 con trâu con bò gì đó nó cũng không thể bằng nổi với cái này. Nhớ là như vậy. Cho nên đừng căn cứ vào số lượng như vậy mà chúng ta tính vào thang tội lỗi thì nó không đúng trong Phật Pháp. Các vị có đồng ý chỗ này không? Rồi. Ở đây có một câu là kính bạch thầy giải thích dùm con những câu sau đây. Khi đọc kinh Pháp Hoa, khi Phật thọ ký một vị nào đều có câu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, xin thầy giải thích dùm. Đây là thập hiệu. Tất cả các vị Phật đều phải thành tựu 10 hiệu như thế này, tức là 10 đức tính, 10 đức tính thiện như thế này. Đây là điều vô cùng cao quý. Ví dụ như Đức Phật đó thọ ký cho một ai sau đó thành Phật,
thì phải có cái này, có nghĩa là các vị Phật đều có đức tánh này như nhau, về căn bản là như vậy. Thì bây giờ á, nếu mà 10 câu này á, thì người ta gọi là tập hiệu, gồm có Như Lai nè, Ứng Cúng nè, Chánh Biến Tri nè, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cái câu Phật Thế Tôn thì có những chỗ ta ghép lại thành một, và cộng hết vô cái này thì 10. Như Lai là để chỉ cho tất cả các vị Phật đã thành rồi ha, có những câu định nghĩa, nhưng mà bây giờ chúng tôi giải thích tắt thôi ha. Ứng Cúng là một cái vị đủ cái công đức để thọ của cúng dường của tất cả chúng sinh, Ứng Cúng. Chánh Biến Tri là cái hiểu biết cùng khắp, cái hiểu biết một cách rộng lớn cùng khắp, không bị giới hạn, gọi là Chánh Biến Tri. Minh Hạnh Túc là trí tuệ và hạnh đức đầy đủ, về trí tuệ và đạo đức hai cái đầy đủ, gọi là Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ, cái câu thiện thệ là không phải là thệ là thề, mà câu thiện thệ là khéo vượt qua, tức là tất cả các vị Phật là đều đã khéo vượt qua, vượt qua ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc, vượt qua ba cõi, gọi là đấng thiện thệ. Thế Gian Giải là việc này, những người này hiểu biết tất cả những việc trong thế gian, không có gì là bị chướng ngại. Vô Thượng Sĩ, những cái người mà những cái bậc, cái chữ sĩ này không phải học trò mà gọi là cái bậc, như một đấng nào đó, như các vị Bồ Tát thì gọi là đại sĩ vậy đó. Thì cái chữ sĩ này cho là cái đấng vô thượng, là cái đấng cao tột. Điều Ngự Trượng Phu là những bậc đánh xe điều ngự. Thiên Nhân Sư là thầy trời người. Phật Thế Tôn là để chỉ cho cái bán giác ngộ đã được người đời cung kính. Thì ở đây trong 10 cái hiệu này để tôn trọng cho tất cả các vị Phật. Nếu vị nào thành Phật đều đã trải qua những cái này, đang có những cái này, thành tựu những điều như thế này thì thành Phật. Tất cả chúng ta ở đây ai thành tựu như thế này cũng là Phật. Ai thành tựu được đưa tay lên gọi Phật liền. Đó, thì như vậy, như vậy Phật tỏ ký cho tất cả một ai đều như vậy. Nhưng với lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn rằng trong kiếp này cũng kiếp sau, không kiếp này thì 10 kiếp sau, 10 kiếp sau cũng 100 kiếp. Bao giờ có một ngày nào đó tất cả các vị đều có 10 hiệu này. Bởi vì Phật đã từng nói sao? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mình sẽ không biết bao giờ sẽ một kiếp, hai kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, thậm chí sẽ ngàn kiếp cũng được. Một ngày nào đó chúng ta cũng thành. Điều duy nhất chúng ta sẽ thành Phật trước ngày Địa Tạng. Có không? Có một vị đó đó nói tôi đâu cần tu nhiều, tôi tu lượm thượm chơi chơi vậy thôi, tôi cũng thành Phật trước ngày Địa Tạng. Hỏi sao vậy? Nói là Địa Tạng đã từng nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là Ngài nói bao giờ địa ngục không còn một chúng sinh nào đó, lúc đó Ngài mới thành Phật. Mà độ hết tất cả chúng sinh á, Ngài mới giác ngộ, mới chứng Bồ Đề, là mới giác ngộ, mới thành Phật. Như vậy ít nhất tôi cũng thành Phật trước ngày Địa Tạng Ngài chứ. Kính bạch Thầy, những người đẹp đi theo hộ pháp quý Thầy là có tội phải không? Quý Phật tử thường không cho mấy cô trẻ đẹp theo hộ pháp quý Thầy là tại sao? Này hỏi mấy cô chính xác hơn á. Sao mấy cô, chứ tôi đâu có cấm ai đâu. Thật sự cái câu này chúng ta phải tìm hiểu. Đẹp có tội không? Bản chất đẹp là không có tội. Có phước báo lắm mới đẹp. Những người như hoa hậu, những người được đẹp, những người có tướng hảo, tất cả những người này đều đã từng gieo trồng phước báo về sắc đẹp của mình. Như vậy một người đẹp trên cuộc đời này là có phước báo. Nhưng cái đẹp đó để làm gì? Thì cái đó nó có mấy mục đích, có chính đáng, có ý nghĩa hay không thôi. Còn trước mắt, người nào đẹp là người đó có phước báo. Dĩ nhiên sắc đẹp vô thường. Bởi vì cái gì nó có được trên phước báo, tất cả đều vô thường. Vì vậy ở đây tôi muốn nói là đẹp thì không có tội. Nhưng mà ở đây khi mà đi theo hộ pháp các thầy thì có tội. Xin thưa các vị, các vị này sợ mấy ông thầy thấy những cô gái trẻ đẹp rồi động lòng rồi ra đời hoàng tục, rồi sợ vậy mới nói là có tội. Chứ tôi nghĩ là không có cái gì để gọi là tội hết á. Nhưng mà theo tôi nghĩ như thế này, trên cuộc đời chúng ta cứ cho thi đi, tất cả mọi người tu như gạo để trên sàn, cái nào nhỏ cứ lọt. Các vị giữ cho hung rồi cuối cùng chưa chắc gì được, nó cũng vậy thôi. Cho nên ở đây xác định tâm nguyện bản lĩnh của mỗi con người, chứ đừng có giữ.
Tôi nhớ ngày xưa có một vị thầy đi học chung với tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Đi tới đâu là mẹ theo tới đó, ở chùa nào là mẹ theo, giữ kích rinh. Nhưng mà không quá 5 năm hoàn tục rồi sao? Tôi cho tiếc thầy các vị á, tôi cho các vị cứ giữ. Nếu mà các vị vì nghĩ điều đó mà các thầy hoàn tục hay là động lòng thối tâm gì đó, thì các vị nghĩ như vậy là không có đúng. Trên cuộc đời này chúng ta đừng biến con người thành một khúc gỗ. Chúng ta đừng biến con người lại thành một cái gì bất động như chúng ta từng tưởng tượng. Tất cả con người chúng ta là một cơ thể vật lý, tâm sinh lý bình thường. Phải biết cái gì đẹp, cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì phải trái, vân vân, tất cả chúng ta đều biết. Thậm chí gái đẹp hay gì chúng ta cũng phải biết. Tất cả ở đây chúng ta nói như thế để nói cái gì? Chúng ta không phải đuôi mà không biết phân biệt cái nào đẹp xấu. Những người tu ở mức độ bất động không có nghĩa là không biết đẹp xấu, mà coi như cái đẹp xấu đó không lôi cuốn được các ngài, chứ không phải là không biết đẹp xấu. Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ những cái điều như thế này rồi chúng ta cấm đoán hay là chỉ trích. Xin thưa các vị, các vị nghĩ sao nếu tất cả những người đi hộ pháp theo các thầy để làm Phật sự toàn là già cả, sắp chết, bệnh tật và thế này thế khác không thì sao? Lúc đó chúng ta còn ngưỡng mộ không? Hả? Hay là chúng ta thấy một vị thầy đi hay là làm Phật sự thì cũng có người về người khác chứ. Không lẽ tất cả những người sắp chết hay là những người bệnh tật hay những cùi đuôi sức lỡ mới đi theo mấy ông thầy hộ pháp được? Mình nghĩ như vậy là sai. Tôi thưa thật với các vị, ở đây ai có bản lĩnh thì cứ đi. Thấy mình chắc ăn thì cứ đi. Phật tử thấy mình chắc ăn thì cứ đi. Ông thầy thấy mình chắc ăn thì cứ đi. Quan trọng nhất là chúng ta cùng đóng góp vào Phật sự gì. Nếu không tự tin lấy chính mình thì giàu có ở nhà ngăn cách cũng vậy thôi. Ở đây chúng ta nên nhớ, tôi nhớ có một câu chuyện mà có một vị thiền sư mà dẫn đệ tử mình, mà các vị có nhớ quý hòa thượng hay kể câu chuyện là cọp đó, có nghe chưa? Có một chú tiểu đó từ nhỏ tới lớn ở trên rừng với thầy. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết được trần gian ở dưới là cái gì, chợ búa đô thị, đèn xanh đèn đỏ xa hoa như thế nào. Cho nên một hôm ông thầy muốn dẫn cho đệ tử mình đi để chứng kiến thực tế của cuộc sống của mọi người và đồng thời á biết được nhiều thứ. Thật sự cái chú này từ nhỏ tới lớn sống trong thâm sơn, cho nên không biết gì hết, gặp cái gì cũng hỏi thầy hết. Nào phố thị làng xóm đó, tất cả mọi thứ đèn xanh đèn đỏ. Rồi cái tối cuối cùng gặp một cái vật lạ lạ, đó là một cô gái. Cũng không biết cái đó là cái gì, nhưng mà thấy mình có một cái gì lạ lạ, cái mới hỏi thầy cái đó là cái gì vậy. Thì ông thầy nói cọp đó con, cọp đó. Thì á ông thầy mới lôi đệ tử đi, mà nó cứ ngoái là nó dòm hoài à. Ông nói con cứ đi đi, sao mà con không đi, con dòm hoài vậy? Nó sao con cảm thấy con khoái con cọp đó quá. Khi lúc đó đó rồi á, ông thầy mới dẫn đệ tử đi xong mới về, về lên núi. Đệ tử mình từ ngày đi xuống dân gian như vậy về, ông thầy hỏi được con học được cái gì mà sao thầy thấy con cứ buồn thảm hoài vậy. Chú đệ tử mới nói với thầy, thầy ơi từ ngày mà con gặp cọp tới giờ sao con nhớ quá, con chịu không có nổi. Qua câu chuyện đó các vị hiểu được cái gì? Ở đây đừng có nghĩ rằng lúc nào các vị cũng ngăn cách mọi thứ rồi các vị cảm thấy rằng điều đó mới là tu. Các vị đừng bao giờ biến tất cả những người tu như một khúc gỗ không biết cười, không biết nói. Tối ngày nhà tu các vị cứ tưởng tượng gặp các vị cứ về, vậy mới là tu không? Chứ sao? Các vị cứ cho mấy ông thầy giống như mấy ông Phật đang ngồi trên chánh điện á, lúc nào cũng vậy hết á. Các vị có từng xem cải lương không? Những người nào đóng vai thiền sư, những người đóng vai tu hành không bao giờ dép nhép cái miệng cười, bởi vì sợ nó sai kìa. Cho nên lúc nào cũng nghiêm, lúc nào cũng đường hoàng, mắt cũng nhìn chừng một thước này kia kia nọ, tất cả mọi thứ không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta thấy tại vì Đức Phật ngồi thiền cho nên tướng Đức Phật trang nghiêm, còn thực sự cuộc sống của Đức Phật cũng là như vậy. Bản thân Đức Phật cũng biết cái gì đẹp gì xấu vậy. Các vị nhớ thời kỳ Đức Phật á, còn tại thế đó, Amabali là một người đẹp nổi tiếng trong kinh thành Vaisali. Mà khi mỗi một lần á, là Amabali đi đến thăm Đức Phật á, là Đức Phật hôm đó sao phải không? Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo hôm nay phải giữ chánh niệm.
Vì hôm nay có âm bà Bali đến thăm ta. Vậy bà là người quá đẹp, cho nên bảo các thầy tỳ kheo hãy giữ chánh niệm để không khéo bị phóng tâm. Như vậy bản thân Đức Phật biết đẹp xấu không? Biết. Cho nên ai mà nói như thế này, tu rồi cái hỏi ăn á, thầy ăn ngon không? Nói không, tu không có biết ngon dở. Ai nói câu đó là nói dối. Xin thưa các vị, đẹp xấu ngon dở chúng ta đều biết. Không lẽ nói thầy ơi thầy bốc cục lửa, hỏi thầy nóng không? Tu bốc cục lửa không nóng. Thầy ơi thầy đụng nước đá lạnh không? Tất cả các pháp bình đẳng, nước đá không có lạnh. Không bao giờ có chuyện đó. Thầy ơi thầy ăn ớt có cay không? Không, tất cả ớt với đường tôi ăn giống như nhau. Vậy thôi thầy nuốt ớt luôn đi. Không bao giờ có chuyện đó trên đời. Tất cả con người chúng ta ăn ớt thì biết cay, đụng nước đá biết lạnh, đụng lửa biết nóng, ăn ngon biết ngon, ăn dở biết dở, ăn đồ khét biết khét chứ. Tất cả chúng ta đừng nói là tu không bao giờ biết đang ngon dở, đắng cay. Cái đó ai nói vậy là nói lầm, nói sai, nói dối. Tất cả chúng ta đều biết, nhưng quan trọng nhất có bị cái đó làm chúng ta đau khổ, đam mê hay là ghét bỏ hay là đau khổ không? Cái đó mới quan trọng. Ăn ngon tôi biết ngon nhưng mà tôi không có đam mê. Có thì ăn, không có thôi. Tôi không phải là đeo đồi hay là tôi đi tìm kiếm bằng một cách là sai lầm. Ăn dở tôi biết dở thì biết dở thôi. Ăn ngon không được, ăn nhiều thì ăn ít thôi. Tôi không có đau khổ chỉ trích hoặc bất mãn. Cái đó mới là cái quan trọng. Ăn cay biết cay không ăn nữa. Chứ không lẽ ăn cay là tôi chửi trái ớt. Không có những chuyện đó. Cho nên ở đây đẹp xấu cay, không lẽ bây giờ tôi nhìn cô này là hoa hậu tôi nhìn như người cùi được à? Hai bên ấy, ngang nhau vậy à? Không có chuyện đó. Đẹp thì biết đẹp, xấu biết xấu. Nhưng mà đẹp có đam mê không? Xấu có ghét bỏ, có chê bai, có thù hằn không? Cái đó mới là quan trọng. Cho nên ở đây đừng có nói giải thoát của một con người là bất động, có nghĩa là chúng ta không biết gì trên cuộc đời này hết. Như vậy chúng ta trở thành một gỗ đá rồi sao? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có điều biết tất cả pháp mà không bị các pháp làm xoay sở, làm mình điên đảo, làm mình bỏ mất chân tâm. Cái đó mới là quan trọng. Vì vậy Tổ Huệ Năng mới dạy một câu: sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt, là chỗ này. Các pháp chúng ta đều sử dụng hết á, nhưng mà không có tưởng về nó, tức là không có đam mê phân biệt gì nó. Sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt, tức là tất cả pháp tôi biết hết á. Đây là bông hoa hồng, đây là mít rô, đây là nước. Tôi biết nước tính chất nó là ướt, là ngọn đường tôi biết ngọt, ớt tôi biết cay, vân vân. Biết nhưng mà không để đam mê vào đó. Cái đó mới là quan trọng. Tổ dạy, Phật dạy chúng ta tu là để trở nên bình thản với các pháp, chân thể để trở nên không biết gì với các pháp. Chúng ta phải phân biệt chỗ này. Vì vậy những người đẹp, ví dụ theo các thầy, chúng ta có quyền cấm là như vậy. Mình nghĩ mình đẹp, mình đi theo cái mình là quéo, tiếp tiếp, quéo quéo này nè. Người ta bóc già gạo, người ta bóc hết mình bóc hai ngón. Cái đó đó mà là cấm à. Đi theo mà làm như vậy vướng tay thiên hạ, không có làm được cái gì. Còn những người người ta theo, cái chuyện đó nó không có gì quan trọng. Theo các thầy làm việc hộ pháp tất cả là bình thường như bao nhiêu người khác. Không có cái gì để gọi là chỉ trích hết. Đủ bản lĩnh thì cứ theo à. Ở đây chúng ta thấy như vậy. Cho nên á, ví dụ ngược lại các thầy cũng vậy. Các thầy đi Phật sự hành lý tất cả công việc là việc chính, chứ không phải thấy ai đẹp cái duỗi đầu vô nói hoài. Cái đó là không đúng. Nói chuyện là nói với tất cả, tiếp chuyện là phải bình thường, đẹp xấu là như nhau. Vì công việc mục đích là chính, chứ không vì bất cứ cái việc gì hết. Cho nên ở đây quan trọng nhất tâm nguyện, bản lĩnh và sự tu học của các thầy. Tất cả chúng ta đều chung nhau để phụng sự cho Phật Pháp hết. Những người giàu có theo mấy thầy hay bị mang tiếng, những người đẹp theo mấy thầy hay bị mang tiếng. Vì cái điều đó là điều người ta ai cũng ngưỡng mộ. Cho nên người ta sợ, người ta mới chỉ trích. Người ta thấy mình không an, cho nên tưởng tượng ai cũng không an giống mình. Điều đó chưa hẳn là như vậy. Chúng ta có duyên nghiệp, chúng ta mới thành cái quan trái tình cảm được. Nhiều người đẹp mà chúng ta không có sanh tình cảm, bởi vì chúng ta không có duyên nghiệp với người đó. Đẹp thì ngưỡng mộ đó, nhưng mà để buộc chúng ta yêu hay có tình cảm chưa chắc. Các vị nhớ kỹ trên cuộc đời là như vậy. Cho nên á, sau lưng sự ghen tị là sự ngưỡng mộ thầm lặng. Mặc dù chúng ta chỉ trích người đó dữ lắm, nhưng mà trong lòng ước gì mình được như người đó. Phải không? Đó là như vậy. Vì vậy người học tu không vì bất cứ những điều đó để làm giảm đi sự trưởng thành của Phật Pháp. Chúng ta không khéo, chúng
Chúng ta cho những người đó, những người có tiền, những người giàu có, những người có sắc đẹp, mà nếu mà không phụng sự Phật Pháp một cách bình đẳng, thì mai này đạo Phật chúng ta chỉ tồn tại với những người như thế nào? Làm sao truyền giáo? Cho nên ở đây phải bình đẳng với mọi thứ, đừng có bao giờ khắt khe với những điều này. Đôi khi các thầy có những người, ví dụ bây giờ ông thầy nào mà được quy y cho một hoa hậu coi, người ta theo gần gần không mà nói, phải không? Vì vậy cái đó nó không có hại. Có hại hay không là ở chúng ta sử dụng nó để làm cái gì, hoặc là bản thân chúng ta đối xử nó như thế nào. Còn tất cả những điều đó đừng bao giờ khắt khe. Còn chuyện các vị sợ các thầy hoàng tục, các thầy này kia, hoàng tục là chuyện bình thường. Gạo để lên sàn, sàn hột nào nhỏ cứ lọt, chuyện đó là bình thường. Phật cũng cho phép một tu sĩ được quyền hoàng tục tới 7 lần mà. Như vậy tôi đã giảng cái đĩa là tu xuất gia, tu tại gia rồi. Các vị về nghe lại cái đĩa đó sẽ hiểu rõ ý này. Quan trọng nhất câu trả lời tôi đến đó thôi. A Di Đà Phật. Con muốn quy y nhưng sợ giữ giới không trọn, có tội không? Nếu quy y có cần mua sắm gì không? Phật tử thờ Phật gì? Cúng bông trái bằng mũ có tội không? Thì bây giờ cái câu này á, thì tôi cũng trả lời nhiều rồi, nhưng mà hôm nay ở đây tôi xin trả lời một cách tóm tắt với các vị. Muốn quy y nhưng sợ giữ giới không trọn có tội không? Thì câu này cái người Phật tử từng bị mắc phải. Mắc phải chỗ nào? Chúng ta nghĩ những người quy y giữ giới không được sợ tội, vậy các vị không quy y các vị muốn làm gì làm không có tội hả? Các vị phải nhớ chỗ này. Quy y hay không là tự nguyện của mỗi chúng ta. Còn tội hay không là chúng ta phạm điều gì là nhân quả xử lý lấy. Không phải Phật đặt ra điều này cho người Phật tử, mà Phật thấy quy luật của cuộc đời những điều đó nó như vậy đó, nó dẫn đến đau khổ vậy đó, oan cái vậy đó, tội lỗi vậy đó. Đức Phật bảo chúng ta nên giữ gìn, chứ không phải quy y dưỡng được sợ tội rồi các vị không quy y muốn làm gì làm không có tội. Đừng nghĩ như vậy là sai lầm. Tất cả chúng ta dầu là Phật giáo hay không Phật giáo, Phật tử hay không Phật tử, thậm chí những người không tin Phật Pháp, làm tất cả những điều này là về nguyên tắc tội như nhau. Chỉ có một điều, người Phật tử nhờ quy y làm đúng sai tội phước, biết đúng sai tội phước. Người chưa quy y làm tội mà không biết tội mà thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện mà quy y dưỡng được sợ tội. Rồi người không quy y muốn làm gì làm không có tội. Nghĩ như vậy là sai lầm. Nghĩ vậy tôi khuyên các Phật tử đừng đi tu, đừng trở thành Phật tử. Làm Phật tử chi trở nên tội đồ vậy? Dạy không? Ở ngoài không sướng sao, mắc gì đi vô trở thành tội đồ? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên ở đây các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng để trở thành Phật tử, thì tôi có nói điều này rồi. Các vị về nghe lại. Giống như bây giờ tôi cho câu ví dụ, tôi thường nói là nếu mà vì quy y dưỡng được sợ tội á, thì bây giờ tôi cho rượu đi. Bà hay ông gì đó quy y rồi về uống rượu mới xỉn nha. Còn tôi là tôi không có quy y, tôi uống tới chiều cũng không xỉn nữa. Có không? Có phải vậy không? Nếu vậy thì tất cả chúng ta đừng bao giờ nghĩ sai lầm về Phật Pháp như vậy, mà không nên nghe lại bài giảng để trở thành Phật tử. Và thêm một bài giảng nữa, thiện và ác, tôi giải thích và phân tích điều này rất là rõ. Nếu quy y có mua sắm gì không, thì tất cả chúng ta khi quy y đến, mua sắm cúng dường hay không là việc của các vị. Còn các vị có tâm nguyện đến các chùa xin quy y, thì bổn phận các thầy cứ quy y cho các vị, không có bất cứ một nhu cầu gì trong đó cả. Chỉ là làm trung gian để giúp các vị trở thành Phật tử một cách hợp lệ thôi, không cần mua sắm gì hết. Còn mua sắm cúng dường hay không, tùy việc phát tâm của các vị. Phật tử thờ Phật gì, cúng bông trái bằng mũ có tội không? Tất cả các vị Phật, các vị thờ đều được hết. Nhưng tôi khuyên các Phật tử chỉ nên thờ một tượng Phật mà thôi. Có cảm tình, có ngưỡng mộ với bất cứ một đức Phật nào đó, thì các vị cứ thỉnh đức Phật đó về thờ. Đừng có nghĩ là cầu an tôi phải thờ Quan Âm nghe, mai mốt cầu siêu á tôi thỉnh Địa Tạng nghe, có cầu bệnh cái tôi thỉnh thêm Dược Sư nghe. Không có chuyện đó. Tất cả các vị Phật, hồi nãy các vị hỏi tôi là 10 hiệu á, cái nãy đó, tất cả các vị Phật về hạnh nguyện và công đức như nhau. Chẳng qua Quan Âm, cầu an, Dược Sư, cứu bệnh là phương tiện để cho chúng ta có đối tượng trên vấn đề đó thôi. Còn tất cả chúng ta nên nhớ về các vị Phật là công đức như nhau. Các vị thờ tượng Thích Ca, các vị không cầu an được à? Các vị không cầu siêu được à? Các vị muốn cầu gì là việc của các vị. Còn căn bản các vị Phật chỉ là chúng ta thờ một Phật nào mà chúng ta ngưỡng mộ nhất. Chứ để không thôi chúng ta thờ đầy ở trên bàn Phật hết trơn, nhìn nó không có thẩm mỹ. Có những nhà thờ nhóc Phật hết trơn vô thấy tùm lum hết. Tại chẳng qua chúng ta bị các cái tiếng cầu an, cầu siêu, cầu bệnh đó
khác nhau rồi chúng ta thỉnh đầy ở trên bàn Phật, sợ thợ ông này thiếu ông kia không độ. Chúng ta hiểu vậy là lầm. Cho nên ở đây các vị Phật nào các vị ngưỡng mộ, chỉ một đức Phật đủ tất cả các công đức và hạnh nguyện rồi. Như vậy tùy vào tâm nguyện tu hành các vị và nhân duyên các vị cứ thờ. Hai nữa, ở đây cúng bông trái mũ có tội không? Thì bây giờ bông trái mũ thì chúng ta thấy nó cũng đầy hết á. Nếu mà chưa có bao giờ được chứng kiến thì trái dưa nè, trái mãng cầu, trái chuối rồi nè, nếu mà nhiều khi ta trưng đồ mũ mình tưởng thiệt á, làm rất là giống. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta cho cái đó để cúng thì chúng ta có lỗi, nó không có thật, nó hơi lừa dối. Nhưng mà chúng ta đem cái đó, chúng ta với tâm nguyện là trang trí để làm cho đẹp và thẩm mỹ bàn Phật thì được. Bông mũ, trái mũ, thay vì chúng ta để không, thay vì chúng ta trang trí một cái gì đó thì chúng ta trang trí bằng trái cây mũ, hoa mũ, tất cả những này để làm đẹp thêm cho bàn Phật chúng ta thờ thì hoàn toàn được. Các vị cứ xem như là một tính trang trí thẩm mỹ. Còn chúng ta lấy cái đó chúng ta nói cúng là chúng ta có lỗi à. Cho nên nãy tôi đi trên xe tôi có nghe cô Phật tử nói như thế này. Nó thầy có biết mà người ta cúng bà với bà không? Người ta đi thuê những con heo quay, người ta đến người ta cúng rồi người ta trả lại á. Nó thực là lừa dối thần thánh. Cái chuyện đó chuyện của người ta mình không biết, nhưng mà người ta nói là nơi đó đó, thay vì mình mua con nó uổng quá, bây giờ người ta cho thuê, nó đem vô cúng rồi xách ra trả cho người ta, mỗi lần cúng vậy nhiêu á, 50 ngàn, 100 ngàn gì đó. Người ta xách vô, người ta thuê vô, người ta cúng, cúng xong cái xách ra trả. Nè. Cái đó thì làm cũng giống như là chúng ta mà lấy trái mũ mà chúng ta nghĩ đây là cúng vậy đó. Thành ra không nên cúng mà chỉ nghĩ như là trang trí cho đẹp bằng Phật. Nhớ ở chỗ này, có ai hỏi các vị cúng trái bông mũ đồ hoặc là nhang điện đồ không? Ở đây tôi không có cúng, nhưng mà để trang trí làm trang nghiêm và đẹp thêm cho bằng Phật của tôi. Nhớ không? Ý này như vậy. A Di Đà Phật. Ăn chay nấu nồi chung và làm thớt chung với đồ mặn có tội không? Ăn chay nếm đồ mặn cho gia đình có tội không? Và ăn chay ăn trứng có tội không? Có tội không? Thì bây giờ xin thưa các vị, ăn chay mà nấu nồi chung với đồ mặn và làm thớt chung với đồ mặn không có tội. Nhưng mà có cái điều, ví dụ như chúng ta cũng rửa sạch rồi chúng ta mới làm chứ đâu phải chúng ta để vậy. Nhưng mà có một cái gì á, với một cái quan niệm thì nó không có tinh khiết lắm. Chứ còn tội thì không có tội gì hết. Nên nhớ là như vậy. Nếu không có phương tiện khác hơn thì cũng phải chấp nhận vậy thôi. Tội thì không có, đừng mặc cảm tội lỗi điều này. Mục đích của ăn chay không phải là ăn cho sạch cái miệng. Các vị nhớ kỹ như vậy. Tôi đã từng giảng trong cái bài ăn chay bạn mặn, tôi đã nói rồi. Ai quan niệm ăn chay để sạch cái miệng, để thần thánh quá trong cái ăn này, thì các vị nói như vậy nó chưa đúng. Nó hiểu như vậy, hiểu sai về Phật Pháp đi. Phật không có dạy chúng ta máy móc như vậy. Cho nên đó, có người cứ nghĩ vậy. Có cái cô đó cũng thấy mấy thầy ăn chay ăn bánh mì, cái mấy bà nói ăn chay ăn bánh mì. Hỏi sao vậy? Bánh mì có trứng. Cái hồi nó thấy mấy thầy ăn nước tương, các bạn nói ăn chay ăn nước tương. Cái hỏi sao vậy? Nó nước tương có xương bò. Cái hỏi vậy chứ bạn ăn chay bạn với gì? Nó tôi ăn chay tôi ăn với muối. Hỏi bạn năm được mấy ngày? Tôi nói mỗi năm tôi ăn ngay ngày mùng 1 Tết á. Coi đã không? Mình ăn có ngày một là mình ép người ta ăn chay trường cả đời vậy đó. Ép người quá đáng cái chỗ này. Xin thưa các vị, ăn như vậy là máy móc vô cùng. Tôi nói thiệt, bà đó ăn với muối á, mỗi năm ngày á, còn thua mấy người ăn chay mà mỗi tháng 2 ngày nữa. Thua không? Thua. Xin thưa các vị đừng nói ăn với muối nó có phước hơn người ăn với tàu hũ, thậm chí có phước hơn người ăn trứng công nghiệp, không bao giờ có chuyện đó. Các vị ăn với muối hay ăn với tàu hũ, ăn với trứng công nghiệp là việc của các vị. Trên nguyên tắc tội phước là như nhau. Các vị không thể nào nói tôi ăn với muối, tôi gán, tôi ép tôi ăn một ngày với muối, nó có công đức hơn người ăn chay với tàu hũ. Cái này sai lầm. Mục đích của ăn chay không mang cái nghĩa như vậy. Và người nào có quan niệm ăn chay để sạch cái miệng thì con trâu con bò nó sạch hơn chúng ta nhiều. Nó ăn cỏ không, nó sẽ thần thánh quá cái miệng hơn nhiều. Nó sẽ nói kinh thiết pháp và nó nói ra một lời là văn lửa văn vàng. Có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng tưởng tượng quá cái chuyện đó. Mình ăn chay một bữa mình cũng no, người ta ăn mặn bữa cũng no. Tất cả chúng ta rửa miệng là sạch như nhau, không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà mục đích của ăn chay thiêng liêng và cao quý lắm.
cao quý ở chỗ nào? Nếu chúng ta ăn mà cảm thấy như bà đó ăn muối mà nói là có phước hơn á, là cái đó sai lầm. Ngày xưa Đức Phật đã từng chém chết cho con đường khổ hạnh, nhớ không? Thời Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh, ăn với muối với mè, sắp bỏ mạng ở bên cái dòng sông Ni Liên Thiền. Và Đức Phật mới nhận ra rằng khổ hạnh không đem đến giải thoát, có phải vậy không? Vậy hôm nay chúng ta ăn với muối để khổ hạnh, để chúng ta cảm thấy mình có công đức à? Cái đó các vị có công đức hay không, các vị tự nghĩ à. Còn tự thân các vị ăn một bữa với muối, và một người ăn chay với tàu hũ, thậm chí một người ăn chay với trứng công nghiệp, về phước báo là như nhau. Còn cái sự thánh thiện, quan niệm của chúng ta cảm thấy rằng ăn trứng công nghiệp chúng ta thấy không được thánh thiện trong việc ăn chay, thì các vị cứ không ăn. Ở đây không ai xúi các vị ăn, mà phân tích thôi. Có người nói rằng tôi cho các vị ăn trứng công nghiệp, ai nói vậy là lầm. Tôi không có quyền cho ai hết á. Ăn hay không là quyền các vị, tôi không có một tư cách gì cho hay là không cho. Mà ở đây tôi chỉ phân tích rằng ăn như vậy, ý nghĩa như vậy, mục đích như vậy, ăn hay không quyền chúng ta. Tại sao nói chúng tôi cho? Tôi làm gì có quyền để cho các vị? Tôi là cái gì dữ vậy? Thành ra ai nói như vậy là không đúng. Nhưng mà tôi chỉ phân tích để các vị đừng lầm lạc. Tự thân của trứng công nghiệp nó là cái gì? Nó không có một nhân tố của một chúng sinh tái sinh. Nếu các vị để như vậy nó cũng thúi thôi. Nhưng mà đây tôi phân tích rõ, trứng công nghiệp và trứng có trống nó khác à. Trứng có trống là có nhân tố của một chúng sinh. Cho nên cái mục đích chính của ăn chay là gì? Trưởng dưỡng lòng từ, tránh diệt sát sanh, tránh nhân quả, rồi á tôn trọng Phật tánh trong mỗi chúng sinh. Và nó có một cái chút gì, ăn chay nó có cái tính cách thánh thiện, thiêng liêng trong đó một chút. Thì cái đó nó đi sau tất cả những ý nghĩa trước. Ý nghĩa chính là trưởng dưỡng lòng từ và tôn trọng sự sống của chúng sinh đó, và tránh nhân quả là chính. Như vậy chúng ta không thể nói ăn với muối có phước hơn một người ăn với tàu hũ được. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà nói vậy đúng, tôi ăn muối tôi thấy khắc khổ hơn người ăn với tàu hũ thì phải. Tại tự mình khắc khổ á, chứ không ai bắt mình như vậy. Không có quy luật nào ăn chay kêu các vị ăn với muối, nhớ là như vậy. Cho nên đừng có máy móc trong việc đó. Mà có những người không dám ăn chay, hoặc thậm chí ăn chay mới một thời gian cái sụi rồi, ăn chay đâu có nổi. Tại vì ăn cái kiểu mà với muối xả đồ, với muối ớt đồ không đó, mà hiểu kiểu đó để có thần thánh đó mà. Cho nên các vị đừng có bao giờ biến mình trở thành một cái hiểu sai lầm cho con đường ăn uống và tu học như vậy. Tu nó không có cái chuyện đó. Hôm nay tôi nói để giúp các vị gì? Để chúng ta đừng có bị bế tắc một cách lầm tưởng, rồi bị người khác chụp mũ thế này thế kia. Tôi nói thiệt, các vị ăn chay mà ăn với bánh mì với trứng thì tôi lại từng người luôn. Thế gian này mà làm được như vậy á, là nó tốt đẹp cỡ nào? Được không? Chưa chắc làm nổi nữa chứ đừng có nói. Thành ra đừng bao giờ khép mình. Mình đừng để những cái người tạo nhiều tội ác mà để chỉ trích những người tu hành. Mình cứ làm việc mình thấy rất rõ tội phước đúng sai, thấy rất rõ, bất cần việc chỉ trích của thiên hạ. Ừ, ăn chay ăn vậy, ăn chay vậy, bà nói kệ tôi, bà làm được như tôi không? Nói đi, bà làm được như tôi không? Đó, thành ra ở đây chúng ta phải quan trọng nhất là mình làm gì phải rất là tự tin và biết mình đang làm gì. Đừng để loáng thoáng ba cái tin mù mờ đó mà làm chúng ta thối tâm hoặc là thất vọng hay là buồn chán cho việc tu hành. Không để mấy cái chuyện đó chi phối. Đây là ý nghĩa tôi muốn trả lời. Chứ thêm một ý nữa là cái việc mà nấu đồ chung với ăn mặn và nấu đồ mặn, niêm đồ mặn á, là nó như vậy. Hồi sáng này có cái cô đó 15 năm ăn chay trường, nhưng mà cổ trớ trêu là cái nghề cổ lại bán đồ ăn mặn, tức là bán hủ tiếu và bán cơm gì đó. Và cổ nói 15 năm qua cổ đều phải nêm nếm hết như vậy. Cổ hỏi là tôi ăn như vậy có tội hay không? Tôi nói không có tội, nhưng mà nếu không nêm thì tốt hơn. Nhưng mà bất đắc dĩ không có cách nào khác thì cứ nêm. Thì tôi nói như vậy. Tại vì nếu không cho như vậy là cổ ăn mặn còn tệ hơn nữa, phải không? Như vậy thà ăn chay mà làm điều đó, dầu sao nó cũng tốt hơn nhiều. Đừng quá khắt khe. Thật ra nêm nếm nó là chuyện bình thường. Người này không phải là ăn hay là mong muốn ăn, nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống. Cho nên tôi nói rằng nếu một ngày nào đó có một cái điều kiện để có một nghề nghiệp nào khác tốt hơn thì cứ chọn một nghề để thay đổi. Còn nếu không thì cô ăn chay nhưng mà đó là nghề nghiệp, cô không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức thì cô cứ làm. Ăn chay là phước của ăn chay, làm việc đó là nghiệp của làm việc đó. Chứ không nói là làm việc này không được ăn chay, nói như vậy là khắt khe, không có đúng. Thì tôi trả lời cái câu này như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy có xá lợi của Phật hoặc là của các vị đại A La Hán thờ ở nhà được không? Xin thưa với các vị,
cái điều xá lợi này tôi nghe quá nhiều. Nhưng hôm nay sẵn có câu hỏi này, tôi xin giải mã về chuyện này. Tôi không biết từ đâu mà tự nhiên bây giờ nó lại có hiện tượng là đầy dãy xá lợi chỗ nào cũng có. Hang cùng ngõ hẻm, nhà Phật tử, nhà cao, nhà thấp, nhà tốt, nhà xấu, nhà nào cũng có. Ở đâu vậy? Mà còn nói là xá lợi đẻ, xá lợi sanh, xá lợi đủ thứ thờ rồi mới muốn nó đẻ ra nhóc ở trên rồi đem cho người khác. Cho xong rồi nó đẻ lại đầy hết rồi đem cho người khác. Làm như gà đẻ trứng vậy. Xin thưa các vị, điều này đối với tôi, xá lợi Phật hoàn toàn là sự thật, xá lợi các vị Thánh Tăng Đại A-La-Hán hoàn toàn là sự thật. Nhưng tại sao ngày xưa ở đâu mà bây giờ lại có tùm lum tà lá trơn, mà mai các chùa Nhẫn Quang gì còn chưa chắc có, muốn gì nhà Phật tử đầy hết. Nếu có là các chùa có danh chánh ngôn thuận và tiếng tâm như Ấn Quang như thế này phải có mới đúng. Còn chúng ta là một người Phật tử bình thường mà đâu truyền tay nhau nhấp cái trần xá lợi, có người cùng cả bụng như nè, còn hơn là dàn xề nữa. Xin thưa các vị bôi bác ý nghĩa của xá lợi quá đi. Tôi đã từng nói điều này mà một số Phật tử rất là buồn tôi. Nhưng mà tôi nói thiệt, thà chấp nhận sự thật còn hơn là vấn đề nói để vuốt ve, tôi không làm chuyện đó. Xá lợi của Phật, xin thưa với các vị, thời kỳ Đức Phật sau khi nhập diệt, phân chia xá lợi qua 8 nước. Tôi có viết trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự, các vị về xem bộ phim sẽ thấy. Mỗi một nước được chia bao nhiêu để thờ. Cuối cùng còn hai nước đi đến trễ, một nước đi đến trễ hoặc một vị đó là Bà La Môn, Đô Na gì đó, chia xá lợi đó. Ông lấy cái tro còn sót lại trong cái gì đó để chia xá lợi đó, ông để vào ông thờ, cộng lại là 10 bình. Như vậy qua quá trình khai quật vừa mất đi, vừa còn, vừa này kia kia nọ, thì cũng hoặc một số truyền đi các nước khác như Tích Lan, Miến Điện hay là một số nước. Thật sự các vị, về xá lợi Phật có thật, Việt Nam chúng ta cũng có, chẳng phải không? Nhưng mà xá lợi nó chỉ mang ý nghĩa là cái chính của xá lợi là xương thôi. Những gì thiêu của bản thân Đức Phật còn sót lại, chúng ta quá kính trọng Đức Phật, chúng ta gọi đó là xá lợi. Xương tàn của Đức Phật mà chúng ta quá kính ngưỡng Ngài, cho nên xem như là nó quý báu, như là một dạng gọi là xá lợi. Đó là xá lợi xương. Xá lợi thứ hai nó có một cái nghĩa là sự kết tinh của một quá trình tu hành. Một vị chân tu, một vị đại A-la-hán hay thậm chí các vị cao tăng của chúng ta vẫn có xá lợi, chứ không phải là Phật A-la-hán mới có. Các vị tôn túc hòa thượng, những bậc chân tu đều có xá lợi cả. Như gần đây nhất Thượng Tọa Chân Thanh ở Huệ Nghiêm, còn lại có xá lợi là 7 viên xá lợi, chính mắt tôi thấy nè, 7 viên xá lợi và một khúc lưỡi còn để lại. Hoàn toàn là sự thật. Điều này tôi thừa nhận sự thật. Nhưng mà các vị bụm ở đâu không biết, tôi thấy đá sỏi gì đó đủ thứ màu, trong tùm lum hết trơn, các vị nói xá lợi tôi không dám tin. Xin thưa các vị, tại viện bảo tàng của New Delhi là nơi đã bảo quản một bình xá lợi của Đức Phật, vẫn là những cái gì nó tròn tròn nâu nâu như thế này. Và các vị thánh tăng phần lớn là chính thầy Chân Thanh, tôi cũng xem 7 viên xá lợi từ lớn tới nhỏ nó như hột tiêu, rồi nhỏ hơn như hột bột bán, mà 7 viên như vậy nó vẫn là màu nâu nâu, tròn láng nâu nâu như vậy. Như vậy ở đây tôi muốn nói các vị gì? Do chúng ta tưởng tượng rằng xá lợi nó như một kim cương, một cái hột ngọc gì đó, rồi ai lượm cái hột sỏi đâu á đem lại nè nè xá lợi nè, tôi thờ nè, cái cũng nghề tin xá lợi. Xin thưa các vị, không bao giờ xá lợi nó có một cách phổ biến đầy dẫy như vậy. Nó có được hay không do sự chánh truyền từ các bậc cao tăng của một người thẩm quyền về xá lợi đang giữ lấy. Bây giờ nhu cầu của một quốc gia nào đó muốn cần xá lợi của Phật để được bình an, để được tránh thiên tai, để được mọi việc phúc lợi cho quần chúng, mà gian xin cầu khẩn kỳ thẩm quyền này, người ta mới có thể chia cho ai đó một chút thôi. Và cái số lượng đó không thể dẫy đầy mà các vị tràn gian đại hải ở trong xã hội như thế này. Tôi không bao giờ thừa nhận điều đó được. Cho nên ở đây tôi không biết gốc gác ở đó với một vị nào đã đủ cương vị thẩm định về vấn đề mà xá lợi đó, thì tôi không cho cái đó là xá lợi của Phật hay là các vị thánh tăng. Bởi vì số lượng đó rất ít chứ không phải nhiều như chúng ta có như vậy được. Cho nên các vị Phật tử mà thấy những cái xá lợi mà tràn gian đại hải trong xã hội thì phải thẩm tra lợi và phải tự coi lại coi thế nào. Thậm chí chúng ta cứ tin mù quáng rồi chúng ta làm bôi bác đi cái ý nghĩa thiêng liêng về xá lợi Phật. Xá lợi Phật và các vị thánh tăng nó quý hiếm lắm. Nó không đến đổi như các vị truyền tai nhau từng bụm như thế này đâu. Các vị đừng như vậy. Riêng tôi nói như vậy. Còn xin thưa các vị câu hỏi này, nếu các vị có được xá lợi Phật hay thánh tăng để thờ, quá tốt đi chứ. Ngàn năm một thở hy hữu trên cuộc đời này. Một viên kim cương bị lớn về chúng ta có thể có được, nhưng mà một miếng xá lợi chút xíu về chưa chắc gì người nào có khả năng có được.
chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây có thì tốt, nhưng mà chắc có phải hay không mới là quan trọng. Tôi chỉ trả lời tới đó thôi. A Di Đà Phật. Như lúc đầu thầy nói là không ăn chay thì mình có tụng kinh được không? Xin thưa các vị, không ăn chay tụng kinh không có sao cả. Nhưng mà nếu mà ăn chay thì tụng kinh tốt cả hai. Còn ăn mặn tụng kinh thì tụng kinh có phước của tụng kinh, ăn mặn là cái nghiệp của ăn mặn. Hai việc này không có dính dáng gì. Mà nếu mà chúng ta được ăn chay nữa thì chúng ta tránh được cái nghiệp của sát sanh nữa thì tốt trọn vẹn. Còn tụng kinh ăn mặn không có trở ngại gì với vấn đề tu hành và tụng niệm của các vị hết. Nhưng quá chăng chúng ta ăn rồi chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta tụng kinh, đó là được thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con làm nghề cho dai hơn 20 năm, lo cho các con ăn học, không biết nghề cho dai có tội không? Kính xin thầy cho con biết. Xin thưa các vị, câu này cũng rất là hay. Ở đây ai cho dai đâu đưa tay lên đây. Bây giờ xin thưa các vị, ở đây một vấn đề phổ biến. Chúng ta thường nói là cho dai có tội, rồi bà tu mà bà cho dai, hay là ông tu mà ông cho dai, cái nghề này nghề không tốt mà ông đi làm vậy. Xin thưa các vị, không có nghề nào tốt hay là không tốt. Tốt hay xấu tùy cái tính chất và tâm nguyện của người làm cái nghề đó, đó. Chứ còn cái nghề xấu tốt thì con người chứ không phải do nghề. Nghề cho dai cũng là sự sống như bao nhiêu nghề khác, chứ không có gì cả. Nhưng mà cái cho dai có tội là khi nào chúng ta là lợi thừa nước đục thả câu kìa mới có tội. Biết người ta đang khó khổ tìm cách cho dai nặng lãi để buộc người ta phải trả lãi theo cái mức độ mà mình yêu cầu hay là thế nào. Hoặc là biết người ta khổ hoặc hoàn cảnh bất đắc dĩ, người ta không dai không được, thấy người ta như vậy mình mới cho dai để mình lấy lời cao đồ, để ép người, để xiết nhà, xiết cửa đồ, ép để muốn lấy cái gì đó mình ép, vân vân. Cái đó mới có tội. Giống như các hiền chủ ngày xưa thấy vợ của một ngày đẹp, thấy không? Tìm cách cho nó dai cho nhiều, nó không có tiền trả, xiết nó lấy vợ nó. Tất cả cái đó mới có tội. Còn mục đích cho dai là sao vậy? Cuộc sống tương giao. Sự cho dai cũng như bao nhiêu ngành nghề khác. Tôi có tiền thay vì tôi bỏ ra tôi kinh doanh, tôi không bỏ ra các vị mượn vốn tôi kinh doanh thì lời đó chia cho tôi sống với, đó là chuyện bình thường. Không có một cái nghề gì tội như vậy hết. Đừng có kết tội cho dai là tội. Cho dai cũng là nghề nghiệp như bao nhiêu nghề nghiệp khác, bình thường. Cho dai quá mức bình thường, ép người ta vào để xiết đồ hay là để lấy của, để hại người ta, cái đó mới có tội. Thì nghề nào nếu làm bằng cái cách đó cũng tội hết, chứ đừng nói nghề cho dai. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng nghề cho dai mà xưa nay tôi từng nghe như vậy là không đúng. Cho nên ở đây nếu chúng ta sống bằng nghề cho dai cũng là lương thiện thôi. Nếu mình đưa ra một cái giá tiền đó với mức lời đó, phải chăng xã hội thừa nhận thì điều đó bình thường, không có lỗi, không có tội, không có bất cứ một cái gì hết. Nó cũng như bao nhiêu nghề khác chúng ta từng làm. Cho nên ở đây khi chúng ta quy kết có tội là gì? Bởi vì cái nghề đó nó liên hệ đến tiền bạc, nó dễ dàng đụng chạm và để đưa đến vấn đề tội lỗi. Chứ cái nghề thì không tội, nhưng mà những hoàn cảnh mà cho dai đó phần lớn là người ta khó khổ không à. Cho nên khi mà chúng ta lấy lại không được á, thì nó có những cái biện pháp mà hơi đau lòng. Nếu cho dai bình thường mà người ta trả lại mình bình thường thì chuyện đó không có gì để nói. Nhưng mà tại vì những hoàn cảnh bất đắc dĩ, khi cho dai rồi người ta không trả hoặc thế này thế khác, rồi có những biện pháp hoặc là tức giận rồi nó sẽ sanh ra chuyện này chuyện khác, cái đó mới có tội. Chứ còn tự thân của nghề nghiệp cho dai, nếu cảm thấy an toàn thì cứ làm, cảm thấy người nào tin cậy thì cứ làm, làm bình thường, không có lỗi gì trong việc đó. Tôi phân tích như vậy, các vị có hoan hỷ cho tôi không? Hay gì là vậy? Bạch thầy, con đang tụng kinh Pháp Hoa. Có một vị thầy nói với con là kinh Pháp Hoa cao siêu lắm, làm người âm họ nghe họ không hiểu được, có đúng không? Cảm ơn thầy. Cái này tôi nghe tôi nhớ là cái đoạn hài mà gala cười của Tấn Bo với Tấn Beo mà lên chùa bán nhang, các vị nhớ không? Khi mà lên nó nói hai cái mộ, một bên là cái miếu ông Hổ, một bên là miếu ông Tây. Người ta hỏi ủa tại sao lại có miếu ông Tây? Thì á, lúc đó Tấn Beo mới nói là tại vì ông Tây ông lên ông Hổ, ông giái bằng tiếng Anh, ông Hổ không hiểu cho nên ông Hổ bẻ gãy cổ chết. Vì vậy cho nên mới có thờ bên ông Tây. Thì cái này nó giống giống vậy đó. Xin thưa các vị đừng tưởng tượng như vậy. Không có kinh nào người âm hay là người dương cả.
Mục đích của lời Phật dạy là giúp cho chúng ta tu học và chuyển hóa. Mình mới đem cái đó mình tụng để mình hồi hướng cho những người quá cố. Như vậy ở đây người quá cố tự hưởng bằng phước đức và công đức của người hồi hướng. Thậm chí đến vấn đề có những khi không hiểu gì hết trong cái việc này. Chúng ta còn sống đây chưa chắc chúng ta hiểu được lời kinh, chứ huống chi người âm. Có thể vậy không? Chúng ta nghe những cái thầy giảng kinh đôi khi chúng ta còn không hiểu mà. Huống chi là những người sống thoát khỏi cái thân tiền ấm này rồi, phàm thân trung ấm, những cái nghiệp chướng đó nó ràng buộc, chắc gì chúng ta hiểu được. Nhưng mà mục đích của người tụng kinh hồi hướng kỳ siêu không mang cái nghĩa cho người âm để hiểu được cái gì, mà quan trọng nhất là muốn đem tất cả tâm lực và vận dụng công đức của tụng kinh này nè, và cái pháp lực này nè, để giúp cho cái công đức để chuyển hóa một cái chúng sinh ở cõi âm. Đây là điều quan trọng. Còn hiểu hay không chưa chắc. Chân đề đó chúng ta chưa là người âm, chúng ta không hiểu được hết đâu. Mà đại khái nhất trước mắt là chúng ta phải biết rằng pháp lực bất tư nghị. Công năng của việc trì tụng kinh hay là lời của Phật dạy nó có một công đức lớn lắm. Vì vậy tụng kinh để hồi hướng được cho những người quá cố. Nhưng bao nhiêu phần trăm thì như kinh đã dạy, 7 phần công đức người quá cố, mà người thân của chúng ta hưởng được 1 phần. Theo tiến trình như vậy thì cái ý này như vậy, chúng ta đừng có máy móc là cao siêu rồi người âm không hiểu rồi này kia vân vân, không có ý đó ha. Chúng ta tụng pháp qua vẫn kỳ siêu được, chứ đừng nói là thậm chí chúng ta tụng Lăng Nghiêm vẫn kỳ siêu được. Ai hiểu gì kinh Lăng Nghiêm nói gì không hả? Không hiểu, chúng ta còn không hiểu, đừng nói mấy người âm hiểu, phải không? Vậy thôi. A Di Đà Phật. Cái câu này là gì? Thưa thầy, con có một đứa con trai học lớp 10 trường chuyên toán. Từ khi cháu nghe hiểu Phật pháp qua băng đĩa của thầy giảng thì con thấy cháu có ý hướng đi theo con đường Phật học bằng cách vào chùa ở, vừa đi học vừa học Phật, như vậy có được không? Nhưng theo hướng đó thì ba cháu không đồng ý và trách con là người hướng cho con đi bỏ học. Vậy con phải làm sao nếu con cản chuyện vô chùa theo ý cháu thì con có tội không? Xin thầy cho con một lời phiên để vừa hòa thượng trong gia đình, vừa không có tội và cản trở cháu phát tâm. Xin thưa các vị, cái việc này á, là ngày xưa tôi cũng đã từng như vậy một lần. Năm đó tôi còn quá nhỏ đi, tôi có xin với gia đình tôi đi tu, gia đình không cho, và tôi xin riết cho nên gia đình giận. Thì sau đó tôi lớn lên một chút nữa, tôi mới đi vô chùa tôi học tu, và tôi mới thấy rằng sự thật còn quá nhỏ, mình chưa đủ sức chăm sóc cho mình, vô chùa tội lắm. Cho nên tôi chỉ nhận những người ở chùa, nếu mà đi tu thì tôi chỉ nhận ít nhất là phải 15 tuổi trở lên tôi mới nhận. Tức là tự nó phải biết tự chăm sóc, giặt giũ đồ cho bản thân nó mới nhận. Ở đây tất cả những thầy đi tu là những thanh niên, con trai không à. Không có phải như một phụ nữ mà như một người mẹ mà chăm sóc chu đáo cho từng đứa. Vì vậy nếu chúng ta còn quá trẻ chúng ta vô lăn lóc thấy tội lắm. Ở đây không phải là gì, mỗi một công việc Phật sự, chúng ta sống trong chùa là sống trong quy luật. Vì vậy ở đây theo ý tôi là những người cỡ 15 tuổi trở lên tôi mới nhận cho đi tu. Nhưng mà riêng ở đây cái việc này cháu nó có hướng về Phật pháp thì các vị không phải là cản trở nó đi tu. Mà ở đây á, nếu mà chúng ta làm cho nó bỏ học thì không nên. Mà nếu ở đây chúng ta khuyên nó như thế này là Phật pháp thì con hiểu được, để tự con biết làm tốt làm thiện ở trong lòng con, còn chuyện học là tương lai con phải lo. Mai này có thể con đi tu được thì tốt, mà không đi tu được thì con vô chùa cũng chẳng sao. Chứ mà nếu ở đây chúng ta cản người ra đi tu thì không tốt. Nhưng mà như vậy, ở Mỹ nó có một tình trạng như thế này là những người Phật tử khi mà chúng ta có con á, hồi nhỏ chúng ta không có cho nó vô chùa, tới lớn lên rồi nó đi theo tập quán bên ngoài đó, nó hư hèn rồi, lúc đó chúng ta kêu nó đi chùa nó không đi. Thì ở đây khi qua bên Mỹ tôi gặp những gia đình này rất nhiều, người ta tâm sự rằng nếu ngày xưa con biết như vậy, con đã cho nó đi chùa từ thở nhỏ, không dắt nó đi từ thở nhỏ, hạt giống Phật pháp nó không có, thiện ác nó không có, nhân quả tội phước nó không có, hiếu thảo nó cũng không có, nó sống y như phương Tây như vậy, và nó làm nhiều chuyện như bất hiếu với người phương Đông mình nhìn, và lúc đó muốn dắt nó đi chùa nó không chịu đi. Như vậy thì ở đây cho con đi chùa để hiểu nhân quả, để hiểu hiếu thảo, để hiểu tội phước, còn việc học của con thì phải chăm lo và khích lệ nó. Mai này nếu nó không đi tu thì nó ở ngoài nó vẫn tốt. Còn nếu nó được mà nó học đến nơi đến chốn mà nó đi tu nữa thì nó đem cái sở học đó giúp cho đời cho đạo cũng tốt. Hai phương diện này đừng cắt con như vậy. Thành ra ở đây con cái đi chùa thì khuyên nó, ví dụ chủ nhật sám hối hoặc có thời gian cứ đi chùa học tu, ở nhà lúc rảnh thì đem kinh sách ra đọc,
còn phần lớn phải lo việc học là chính. Trong tuổi học hành phải lo việc học. Tôi xin thưa các vị, không ai giác ngộ đời là vô thường bể khổ khi dưới 18 tuổi cả. Ngày xưa khi tôi đi giảng, ai mà giới thiệu tôi là thầy đã giác ngộ đời là vô thường bể khổ từ thở nhỏ cho nên đi tu, tôi mắc cỡ gì lắm. Tôi đó đâu giác ngộ gì mấy chuyện đó đâu. Tôi sợ học quá tôi vô chùa chứ đâu phải là tôi giác ngộ điều đó. Xin thưa các vị, nếu để giác ngộ được điều đó, ít nhất 18 tuổi trở lên mới có đủ ý thức để nhận đời là vô thường hay là bể khổ như thế nào. Đừng có máy móc mà cho mấy đứa nhỏ lóc cóc 2-3 tuổi về rồi cái nói ba những câu Phật Pháp mà chúng ta tưởng như Phật tái thế. Không có chuyện đó đâu. Tất cả các đức Phật tái thế hay là tất cả những vị thánh là có chứ không phải không. Nhưng mà tất cả những người đó không ai phô diễn bằng cách đó cả. Vì vậy ở đây chúng ta đừng máy móc cái điều này. Cho nên con học thì cứ cho học đến nơi đến chốn. Sau khi học đến nơi đến chốn còn tâm nguyện cứ cho nó đi tu. Nó đi tu vừa lợi đạo mà vừa ít đời, vừa bản thân nó không bị dốt. Như vậy dùi con đi tu mà để dốt hoặc là cản mất đường tương lai cũng là không nên. Mà vì đường tương lai quá để con dùa theo việc thế gian, quên việc đạo đức, thì vấn đề đó cũng đáng tiếc cho một đời của nó. Vì vậy người làm cha làm mẹ phải biết và cân nhắc thì tốt đẹp cho con hiện tại và tương lai. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, một vấn đề là do tin vào tâm linh như xem lịch tam tông miếu có ngày tốt, ngày xấu, ngày sát chủ, chúng con có nên tin theo lịch đó không? Vì sao như sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, đây là các vì sao có sự hung, do đó mình gặp đúng năm sao bị hung thì chúng con phải làm phước nhiều phải không thầy? A Di Đà Phật. Cái này thì vấn đề tín ngưỡng và văn hóa dân tộc có ảnh hưởng một chút, nhưng mà để tôi phân tích cả hai. Trong sách á, của ngài Giờ Sao Hạng nó có một câu là vô sư vô sách thì quỷ thần bất trách. Có câu đó, tức là chúng ta không biết sao La Hầu, Kế Đô ngày tốt ngày xấu á, thì chúng ta làm đại á, thì quỷ thần không có trách. Ý là như vậy, mà biết mà không làm theo á, mới bị trách. Cái câu đó là như vậy. Nhưng xin thưa thật với các vị, theo căn cứ vào Phật giáo thì ngày Giờ Sao Hạng không có ở trong kinh Phật. Nhưng nếu tùy vào tín ngưỡng của dân gian, nếu mà chúng ta làm thì thấy nó yên tâm hơn, chúng ta không làm thấy lo lắng, thì chuyện đó tùy các vị. Nhưng mà nếu các vị học tu theo Phật, các vị đã tin chắc về nhân quả, các vị hiểu biết được mọi sự quyết định thành bại trong cuộc đời là do phước đức là tính quyết định, thì chúng ta cứ vững một bề mà theo Phật trọn vẹn, không cần ngày Giờ Sao Hạng gì hết. Nhưng ngày Giờ nó có tính rất phổ biến trong xã hội dân gian. Bây giờ chúng ta đã từng biết mùng 5, 14, 23 gì đó, chúng ta từng biết cái ngày đó theo truyền miệng là cái ngày đó lại không tốt. Vì vậy khi chúng ta khởi một sự gì quan trọng vào những ngày nào đó, chúng ta không cảm thấy yên tâm. Vì vậy cho nên nếu chúng ta vì vậy thì chúng ta cứ lách ra khỏi một ngày đó chúng ta làm thì cũng được. Ví dụ bây giờ chúng ta những nhà mà chiêm tinh gia hay là các cái vị thầy về điều này, người ta có nghiên cứu kinh nghiệm như thế nào thì chắc cũng có một phương diện riêng đó. Muốn cập nhật thêm những nền văn hóa khác để bổ sung cho cuộc sống của mình đa dạng và chúng ta thấy rằng yên tâm hơn thì chúng ta cứ làm. Cái này nó không tội lỗi gì hết. Nhưng mà để dẫn chúng ta vào con đường quá cậy tin và mê tín thì lại là sai lầm. Nhớ là như vậy. Thì ở đây xin thưa các vị, mỗi một vì sao, ví dụ như sao La Hầu, Kế Đô, mỗi một năm như vậy biết là bao nhiêu người La Hầu, Kế Đô. Cùng tuổi đó như vậy á, là La Hầu, Kế Đô như vậy, tất cả chúng ta đều đau khổ hết không? Hay là tất cả những người sao Mộc Đức là tốt đó, là tất cả những người đó hạnh phúc hết không? Xin thưa các vị, đời là tương đối. Cái này chẳng qua là một sự mặc định kinh nghiệm nào để truyền lại dân gian. Không phải đợi đến khi La Hầu, Kế Đô chúng ta mới làm phước. Mà đời chúng ta, nếu người thật tu, thật gì hiểu được Phật Pháp, thì đời cứ việc tu. Phước báo hay là nghiệp chướng đến là tùy duyên của tất cả mọi thứ. Cái nào nó chín mùi nó cứ đến. Nhưng tu học là chuyện của đời mình. Vì lợi ích cho mình, vì lợi ích cho chúng sinh thì chúng ta cứ làm. Không phải đợi tới lúc Kế Đô chúng ta mới làm phước, qua Kế Đô chúng ta đi ăn cướp. Không có chuyện đó. Phải không? Đừng có máy móc như vậy đó. Cho nên ở đây tốt xấu này kia cái nọ cũng mang tính cách phương tiện. Ví dụ cái thằng này bình thường nó không có ngoan, nó khó dạy, nó đi ăn đi nhậu,
năm nay mày xấu lắm đó, phải tu nghe. Nghe vậy hết hồn, nghe la hậu sợ bó tù. Cái đó chúng ta cũng là một phương tiện giáo dục. Nếu được như vậy, mang tính cách giáo dục thì tốt. Còn nếu chúng ta cậy đó như vậy, như là một chân lý, đến đó là phải như vậy, đến đó phải như vậy, thì không bao giờ có chuyện đó. Thấy không? Tùy vào cái tội phước của mỗi con người mà hạnh phúc và đau khổ, thì góc độ nhân duyên và phước báo của các vị. Và như vậy các vị hiểu được thêm điều này để bổ sung, để chúng ta nhận thức thêm cuộc đời, như thêm hoa thêm cỏ vào thơ cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta xem đó như là một chân lý thì không phải. Bởi vì cái này không phải trong Phật giáo. Nếu những đất nước mà nó xuất phát không có nền văn hóa này, họ cũng chẳng cần biết cái này là ai. Các vị xách cái này qua Mỹ đi, không có nghĩa lý gì họ chứ. Các vị nói nè ông nè sao La Hầu kế đô này kia, đối với ông không có ý nghĩa gì chứ. Này là ngày mùng 5, 14, 23 nè, không có ý nghĩa gì chứ. Người ta xài theo lịch Tây mà, phải không? Thành ra tất cả cái này chúng ta đừng quá nô lệ. Biết thì để như vậy á, để có cuộc sống chúng ta hiểu biết trong ngoài thư giãn, để chúng ta pha phách qua lại thì cũng được. Nhưng mà để cả tin và quyết đoán và xem nó như là vận mạng của chúng ta thì cái đó không đúng. Phải lấy nhân quả làm vận mạng của chúng ta, tội phước làm vận mạng của chúng ta. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, bệnh nghiệp là bệnh gì? Và có hết được không? Và Thầy Minh Pháp còn bảo là con bệnh giả đò, vậy nghĩa là như thế nào? Xin Thầy giải thích. Cái này đương cơ nó như thế nào thì các vị phải hỏi Thầy. Còn tôi ở đây tôi chỉ giúp cho các vị cái từ bệnh nghiệp mà thôi. Còn cái câu này phải nằm chim bao nguyện lại gặp Thầy Minh Pháp hỏi. A Di Đà Phật. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, bệnh có ba căn bản là như vậy: bệnh do tâm sinh lý và bệnh do nghiệp. Nếu bệnh do thời tiết, bệnh do tâm sinh lý của chúng ta gây ra thì chúng ta phải đi bác sĩ thôi. Ví dụ như chúng ta đau ruột thừa mà chúng ta chạy lên bàn Phật sám hối, chết luôn tại chứ bàn Phật á. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có máy móc. Đau ruột thừa thì phải đến ngay bác sĩ mà mổ. Nó vậy thôi. Tất cả khi nào bác sĩ không phát hiện được, y khoa không giúp chúng ta được thì cái đó mới thuộc về bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp thì phải tu. Cho nên ở đây không phải đợi bệnh nghiệp mới tu, chúng ta là thường tu. Nhưng mà nếu biết rằng mình có bệnh nghiệp thì mình tu mình sẽ nhắm vào cái chuyển nghiệp về cái đó mạnh hơn một chút ha. Cho nên ở đây bệnh nghiệp là gì? Do nhân tố chúng ta gieo điều gì đó chúng ta mới tác động đến cái bệnh này. Vì vậy chúng ta phải sám hối hoặc làm lành để giúp cho chúng ta chuyển đi cái nhân đó thì chúng ta hết bệnh. Thì cái đó gọi là bệnh nghiệp. Còn những bệnh vào cơ thể chúng ta, tâm sinh lý chúng ta, thời tiết thì phải nhờ sự cứu giúp của y khoa và của bác sĩ. Đây là việc như vậy. Chứ không phải là bệnh như vậy cái gì cũng đổi thời nghiệp mà nhào lên bàn Phật cầu nguyện. Thấy không? Có những bệnh mà như vậy giống như tôi nêu vậy đó thì nó không có đúng. Chúng ta học và tu đừng có máy móc như vậy. Thời hiện đại nó sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều thứ về vấn đề bệnh tật và mọi thứ khác nữa. Còn tâm linh tu hành là chuyện dĩ nhiên rồi. Không bệnh cũng tu nữa chứ không phải đợi bệnh mới tu. Đó. Nhưng mà bệnh đó, thì chúng ta tu để giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề ngay cái đó nhiều hơn. Thì khi bác sĩ y khoa không giúp chúng ta được thì lúc đó chúng ta sẽ tu mới giải quyết được. Cái đó gọi là bệnh nghiệp ha. A Di Đà Phật. Con có nghe trong kinh có hai câu: liễu vi nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Cái câu này thì của tổ nói, không phải là từ kinh. Liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Tức là giác ngộ được á, thì nghiệp chướng á, nó vốn là không. Còn á, không có giác ngộ được á, thì á, sẽ trả lại cái nợ trước. Túc trái là nợ trước. Như vậy thì cái câu này nó như thế nào? Tôi đã giảng trong cái đĩa là nghiệp là bạn đồng hành. Các vị nào về xem lại thì sẽ hiểu câu này. Nhưng ở đây tôi chỉ giải một cách tóm tắt thôi. Có hai bài giảng mà giúp cho các vị để hiểu cái này. Thứ nhất là bài là làm mới tự thân, và thứ hai là bài là nghiệp là bạn đồng hành. Hai bài này sẽ giúp cho các vị giải quyết vấn đề này rất là sáng tỏ. Nhưng ở đây tôi muốn giải một cách tóm tắt là vậy. Những người giác ngộ nghiệp chướng vốn là không, không phải nó không có nghiệp, mà người này sẵn sàng trả nghiệp một cách bình an, không có bận tâm. Cho nên trả mà cũng như không. Bởi vì thân này là giả quyển thì có cái gì là thật, đúng không?
Người giả giác ngộ được rồi thì thân này giả quyển, sự sản cuộc đời giả quyển, tất cả mọi thứ giả quyển, lấy quyển trả quyển, có gì là thật? Cho nên chính giác ngộ nghiệp chướng là không, chứ không phải giác ngộ cái là không có gì, hoặc là nghiệp đó không trả, không phải nghĩa đó ha. Vị liễu ưng tu hoằng trúc trái, tức là chúng ta sống bằng tâm phàm phu, không có giác ngộ, chúng ta còn chấp ngã, tài sản thật, bản thân thật, con thật, vợ thật, mọi thứ thật. Vì thấy thật cho nên có thật mới có mất, mới có mất còn mất là vì thấy có thật. Như vậy giữa một người giác ngộ và người không giác ngộ nó khác biệt nhau. Trôi quan niệm là sự thật giả quyển của các pháp và sự đắm chấp đam mê của các pháp, vậy thôi. Ngay chỗ này, còn chấp ngã còn mọi thứ thì là thật, không chấp ngã không mọi thứ thì lấy quyển trả quyển thì cái đó đâu có. Giống như lấy là làm hư không vậy đó, làm gì có. Thì ở đây phải thấy vậy. Tôi nhớ cái câu chuyện của tổ sư tử. Các vị có nhớ là tổ sư tử mà khi mà đức vua Kế Tân đến mà đầu chặt đầu á, bị mà hàm quan rồi đến, là vua Kế Tân đến là hỏi tổ sư tử là ngài tu có thấy được ngũ uẩn giai không chưa? Thì tổ nói là tôi đã thấy rồi. Thì lúc đó vua nước Kế Tân mới nói là vậy ngài có thể cho tôi xin cái đầu được hay không? Thì tổ sư tử mới nói là năm uẩn ta còn thấy là không, huống gì là cái đầu. Như vậy trả mà như không, nó liễu tức nghiệp chướng bổn giai không là không. Như vậy đó, bình thản và không có gì, bản thân này nó vốn không là làm gì có trả có giai. Hiểu được ý này không? Cho nên chính cái chỗ này mà trong phim Tây Du Ký có một đoạn rất là hay. Các vị nhớ có cái đoạn mình Tam Tạng đi vào trong đất nước của nữ vương không, nước toàn là phụ nữ không á. Thì khi lúc đó, đó cái diễn xuất đó rất là hay, và câu nói và câu đối đáp giữa nữ vương và Tam Tạng rất là hay, hay tuyệt vời luôn. Ngay cái chỗ mà lúc mà Tam Tạng bị ép để làm vua đó, thì lúc đó Tam Tạng không có chịu. Thì khi lúc đó đó, ngài lúc đó thì mới nói chuyện với nữ vương mà Tam Tạng nhắm mắt không à. Thì lúc đó nữ vương mới nói đó là tu hành như thế nào, thì Tam Tạng mới nói là tu này kia kia nọ vậy, giải thích rất là hay. Thì lúc đó nữ vương mới lấy cái khăn á, mùi xoa đó, mới lao cho Tam Tạng. Thì Tam Tạng mới giật mình. Thì lúc đó nữ vương mới nói một câu rất là hay: ngài đã tu đến ngũ uẩn là không rồi mà tại sao ngài còn giật mình. Ngay cái câu đó tuyệt vời lắm. Như vậy chúng ta nói không nhưng mà chúng ta chưa không được. Vì vậy cái câu mà liễu tức nghiệp chướng bổn giai không này là hoàn toàn một sự giác ngộ thực trên cuộc đời. Nếu Tam Tạng là người giác ngộ thật sự đắc đạo á, thì bình thản. Cái đó tôi muốn nói ngay đó. Cho nên nữ vương nói một câu là chúng ta phải hiểu. Mặc dầu bộ phim đó, đó là một câu chuyện Phật giáo rất là tuyệt vời. Cho nên nữ vương nói câu đã là không rồi tại sao còn giật mình. Cái câu đó để nhấn lại cho chúng ta thấy rằng tu bằng lý thuyết hay là bằng thực hành, bằng ứng dụng hay là tự thân chứng. Cái câu này quan trọng ha. Vậy trả lời câu này. Ở trong đây có câu là tại sao phiền não là bồ đề. Xin thưa các vị, phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Nhưng có phiền não mới nhận được ra bồ đề, và có phiền não mới có bồ đề. Giống như có rác mới có hoa vậy đó. Chúng ta phải biết được rằng tất cả các pháp là tương tức, có cái này mới có cái kia. Nếu người tu còn nhận ra được phiền não đó, tức là còn phân biệt giữa phiền não bồ đề, thì chưa thật sự giác ngộ. Cái này chúng ta phải thấy. Cho nên người giác ngộ thật sự là phải vượt trên cả đối đãi phiền não hay là bồ đề. Vì vậy còn phiền não là bồ đề, chúng ta phải thấy được cái tới tuyệt vời chỗ là tương tức. Chúng ta đừng có chán ghét phiền não hay là ham thích bồ đề. Nếu chán ghét phiền não, ham thích bồ đề, cái tâm chán và thương đó cũng vẫn là phiền não. Nhớ là như vậy. Thành ra ở chỗ này nhận ra được phiền não thì ngay đó là bồ đề rồi, chứ không cần phải bỏ phiền não. Nếu loại phiền não ra thì không thể có bồ đề được. Giống như loại sống ra thì không thể nào có nước. Nhớ là như vậy. Sống là nước đó, mặt nước sống là do từ nước mà gợn sống. Loại trừ sống ra không tìm được nước, loại trừ phiền não ra không thể có bồ đề. Nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy cho con biết vấn đề cúng cô hồn vào ngày mùng 2 và 16 mỗi tháng. Phật tử có cần cúng 2 ngày cô hồn vào mỗi tháng hay không? Xin thành tâm cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, cái việc này thì tôi không có biết, nhưng tôi biết ở chùa là chiều nào cũng cúng cô hồn hết á. Còn cái chuyện mà ngày 16 mùng 2 nó theo tục lệ gì đó thì các vị hỏi lại các thầy.
Còn cái việc các vị cúng hay không cũng được thôi. Thông thường tôi nhớ ngày xưa gia đình tôi mỗi lần cúng mà đám giỗ đó, thì tôi thấy bài ra một mâm, đó là nào đất đa duyên trả thần hoàng bổn cảnh sa mồ lạc mã trong hồn chiến sĩ, là một tăng cúng một mâm vậy đó. Thì cái đó theo truyền thống chúng ta thường thường cúng, chúng ta có những quan niệm theo tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam học theo Phật pháp, thì cái việc đó các vị làm thì theo truyền thống các vị cứ làm, nhưng cái gì bề bộn quá thì cũng không cần phải bài biện như vậy. Còn căn bản tức tôi thấy ở chùa đã từng cúng như vậy, chiều nào cũng cúng cô hồn hết. Còn nếu các vị tự cúng với một cái tín ngưỡng hay là lời hứa hay là sự nguyện giái, hoặc thậm chí chúng ta ở những vùng đất mà có quá nhiều mồ mả, những người chết oan hay gì đó mà chúng ta cần cúng, thì việc đó tùy hoàn cảnh riêng của mỗi người, chứ không phải ai cũng làm điều đó ha. A Di Đà Phật. Nằm ngủ mà nằm ngửa niệm Phật có tội không? Xin thưa các vị, cái này chúng ta, tại vì đôi khi chúng ta quá máy móc thôi. Tu là có bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Thì tùy duyên mà chúng ta tu được. Đợi tướng ngồi mới tu thì chúng ta không tu thường xuyên được đâu. Nằm ngửa, nằm sấp, nằm gì đó là việc của chúng ta. Nhưng mà lợi trước bằng Phật mà nằm ngửa niệm Phật thì có tội. Tội bất kính với Tam Bảo, với Phật. Cho nên tới trước bằng Phật phải ngồi trang nghiêm. Còn trong phòng riêng chúng ta, hoặc là cơ thể chúng ta bệnh hoạn, hoặc là thậm chí chúng ta có nhiều việc mệt mỏi, thì nằm hay là ngồi hay niệm Phật hay là đi gì đó niệm Phật là tùy duyên, tùy hoàn cảnh của chúng ta. Không có cái gì là có tội hết. Nhưng nếu đã đối diện trước bàn Phật mà nằm là tội ha. Vô lễ bất kính như vậy là tội. Như vậy chúng ta phải hiểu tùy cái mà chúng ta sắp xếp. Còn chúng ta cứ nằm dọc, nằm nghiêng gì đó chúng ta muốn niệm. Nhưng mà thường thường cái người niệm Phật là đã có chánh niệm rồi, thì ít khi nào mà nằm buông lung lắm. Nhưng mà thật sự nằm buông lung là do tất tật. Còn niệm Phật là chuyện của niệm Phật, không có sao ha. Nếu ở trong phòng riêng của chúng ta. A Di Đà Phật. Bây giờ này có một cái câu chuyện này cũng hơi quan trái, thì tôi nêu một đoạn này cho các vị nghe thôi. Cách này 4 tháng, ba của con bị tai biến mạch máu não. Chị em chúng con là y bác sĩ nên thuốc thang và chẩn đoán chữa trị tạm đủ và kịp thời. Con là Phật tử nên con nhớ lời dạy, con có đọc kinh Dược Sư và kinh Pháp Hoa. Mẹ của con và em út của con thấy vậy cho rằng con tụng kinh là trù cho ba con mau chết. Dân gian có câu gì đó, qua không qua là quá, câu này hơi lạ. Có nghĩa là nếu mà không qua thì quá, có nghĩa quá cố là chết á. Mẹ con đã đập phá bàn Phật của con và tịch thu hai quyển kinh Dược Sư và kinh Pháp Hoa. Con thật sự buồn lòng vì đây là chuyện đang xen giữa đời và chuyện đạo. Con đã bức xúc, bất mãn vì con muốn làm Phật sự mà Phật không cứu con. Thì cái này tôi chia sẻ điều này. Quan niệm của con người quan trọng lắm. Chúng ta sống ở đời, miệng thì chúng ta nói học Phật mà giác ngộ đủ thứ vậy đó, nhưng mà chúng ta đó, học Phật với lúc bình an thôi. Nhưng mà những gì mà chúng ta xảy ra mà chúng ta không qua được, chúng ta sẽ đổ thừa ông Phật. Cái đây là cái bệnh của chúng ta rất là nặng. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của chữ tu và không hiểu ý nghĩa của Đức Phật. Vì vậy cho nên mọi việc chúng ta được thì chúng ta nói Phật linh quá, tu hành hay quá. Còn lỡ có gì chúng ta đổ trúc lên Phật, chúng ta đổ trúc cho chuyện tu hành. Con người chúng ta vì tham lam và chấp ngã, vì chúng ta mưu cầu cho sự sống mà không có một trí tuệ trong việc nhận thức tu hành. Như vậy cái tu ở đây tu trên miệng chứ chưa phải là tu bằng sự giác ngộ. Vì vậy nếu một người tu mà chúng ta nghĩ rằng bình an mãi mãi trên cuộc đời này thì thiên hạ tu hết rồi. Nhưng mà tu không phải là trên cuộc đời này Đức Phật nếu đã có khả năng để làm cho bình an hết thì Đức Phật đâu có nói đời là bể khổ. Đức Phật đã từng nói đời là bể khổ, sanh tử là khổ, tất cả mọi thứ vô thường. Đức Phật giác ngộ từ những cái đó mà trở nên chân thường hay trở nên bất tử bằng những cái sanh tử, chân thường trong những cái vô thường, bình thản giữa những cái biến cố. Chứ đâu phải Đức Phật nói đời này không có biến cố, không có vô thường, không có chết đâu. Các vị không có hiểu đúng lời Phật dạy, rồi các vị mua bảo hiểm với Đức Phật, rồi thậm chí Đức Phật không đền bảo hiểm, các vị nói là ông Phật không linh. Cái này là tại chúng ta quan niệm sai lầm. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy.
con đau khổ quá, con lạnh, con cầu ta đi, ta độ con hết khổ. Làm được điều đó trên cuộc đời này không có một người nào đau khổ hết á. Cho nên chúng ta phải thấy, nói bằng sự giác ngộ, tu bằng sự nhận thức, hay là tu bằng cách máy móc tín ngưỡng như vậy, nếu chúng ta ứng dụng bằng lời Phật dạy như vậy thì chúng ta thuộc về tín ngưỡng mà thôi, chúng ta không có giác ngộ được gì hết. Thành ra ở đây chúng ta mới nói rằng chuyện tu hành, các vị nhớ kỹ rằng có những vị thiền sư, có những bậc chân tu, có những cái này cũng hy sinh một cách quan trái vậy. Cũng chết những cái cách đau thương. Một Kiền Liên cũng chấp nhận sự chết như vậy. Tổ Sư Tử tôi mới kể là cũng vậy. Tổ Huệ Khả ngày xưa cũng bị quan trái mà chết trong tù vậy. Xin thưa các vị, tất cả những điều này chúng ta đã thấy, những cái việc này chúng ta học Phật là phải tỏ sáng. Điều mọi việc nó đến với ta, buồn vui đau khổ ít nhiều là tùy phước duyên của mỗi người. Sống trong cuộc đời này, sanh già bệnh chết đau khổ là cộng nghiệp của chúng sinh. Và trong đó người khổ nhiều khổ ít, người được hạnh phúc nhiều hạnh phúc ít là cái phước báo riêng của mọi người, là biệt nghiệp. Vì vậy phải nhận thức ngay được điều này. Chúng ta cứ nói thẳng, cô về cô nói với mẹ, vậy con không tụng kinh này mai mốt ba không chết không? Ba sống suốt đời à? Không có kinh nào trù mà chết hay là sống cả. Tất cả các kinh để giúp chúng ta giác ngộ được, và sự giác ngộ đó giúp cho chúng ta nhận thức được vô thường sanh tử, nhận thức được rõ hơn để chúng ta có sự bình an và tỉnh táo trong cuộc sống. Như vậy kinh điển là do người khác hiểu, giống như một sự bùa chú, bùa ma ám quái nào đó, là sự hiểu lầm. Rồi đem kinh đi đốt phá bỏ như vậy, làm ảnh hưởng đến Phật Pháp là chúng ta rất là tội. Cái tội hủy bán Phật Pháp bằng cách là do chúng ta quá vô minh. Cho những người nào vô minh, những người nào ung đúc tà kiến để mà chỉ trích những cái điều Phật Pháp, Đức Phật không quở bất cứ một ai chửi ngài cả. Đức Phật không quở ai đem kinh ra luyện đốt cả. Nhưng mà tự thân của người đó vì tà kiến, vì tâm hồn quá thấp kém, tự nghiệp đó nó dẫn chúng ta vào nẻo ác mà thôi. Đừng nói chúng ta chửi tượng Phật, rồi Phật ghét chúng ta, rồi Phật làm chúng ta khổ. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Phật không bao giờ bận lòng với tất cả những điều như vậy hết. Nhưng mà tâm niệm mình thấp kém, mình làm những điều đó là mình đã quá thấp kém về tâm đức rồi. Mình đã dám làm điều đó là tội nghiệp của mình. Phước mình mỏng quá, nghiệp mình quá dày, thì tự nó dẫn mình đi vào nẻo xấu. Vậy thôi. Tự những đứa học trò mà đánh thầy đánh cô, thầy cô không cần buồn lòng đến nó, nhưng mà tự cái thấp kém đạo đức nó, cuộc đời của nó đến đâu thì nó sẽ tự biết. Thầy cô không cần trả thù nó bất cứ một cái gì. Nhớ là như vậy. Tự mình làm thấp kém lấy chính mình, làm mất phước chính mình. Điều này những người tu Phật cảm thấy bình thường. Đời là vô thường. Mỗi trận động đất, mỗi trận nước lụt, tất cả những kinh Phật này kia kia nọ nó cũng sụp lở hết vậy. Nhưng mà đó là quy luật tự tồn tự diệt của thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta gây ra điều đó thì lại là tâm địa của chúng ta gây nên, thì là một cái nghiệp. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng, ở đây Đức Phật á, hay là kinh điển không có bận lòng về chuyện đó. Nhưng mà tự người nào làm, người đó sẽ chịu quả của cái việc đó. Nếu cô là người học Phật, cần nhắc nhở và phân tích cho mẹ mình. Nếu mẹ mình không tin thì hãy tìm cách tránh đi, hoặc là hạn chế đi, đừng để mẹ mình gây thêm nghiệp. Mình là người Phật tử, biết điều đó có tội thì đừng khiêu khích. Bởi vì mẹ mình không có lòng tin, giặc mẹ mình là bị cái nghiệp gì che đậy, thậm chí đến nghiệp tà kiến che đậy, thì đừng để mẹ mình phải tạo thêm nghiệp. Giống như bây giờ mình tin Phật quá mà mẹ mình như vậy, mình cứ chương ra hoài, mình cứ thờ, mình tụng hoài, để mẹ mình phải chửi, phải làm những điều đó, thì tội này càng chồng chất hơn. Mình là người học Phật phải tùy duyên, phải giác ngộ được điều đó, tu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đã thấy như vậy thì tìm cách thuyết phục mẹ, để cho mẹ quay về. Còn không thì đừng khiêu khích, và đừng có bả đổ cái này, cái đem cái rác lên thờ, bả luyện kinh này mua kinh khác về. Như vậy vô tình đẩy mẹ mình vào tội lỗi. Không nên. A Di Đà Phật. Con thấy đa số Phật tử lễ lại hay lấy tay vuốt lên tượng Phật Di Lặc hộ pháp vân vân, rồi lại vuốt lên người, đầu, tay, chân của họ để trị bệnh, hoặc cầu xin đủ điều, như vậy có đúng không? Bày tỏ cho con rõ sáng tỏ. Xin thưa các vị, thì cái đó thuộc về dạng tín ngưỡng, làm cũng không có tội lỗi gì. Nhưng mà nếu mà những người mà tu học giác ngộ thật sự thì đấy nó kỳ kỳ, chứ còn các vị làm nó cũng không có lỗi, không phải, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được cái việc mà Phật Pháp tu á, thì nó không phải đơn giản những cái đó. Còn cái chuyện mà cầu nguyện á, thì chúng ta cứ cầu. Cầu nguyện là bày tỏ cái ước mơ của mình. Cứ lên Phật giái cái gì đó thì tùy giái, nhưng mà đừng giái tầm bậy tầm bạ thôi. Đừng giái của người ta đem về của mình thôi. Đừng giái cái gì đó cho về mình. Đừng giái mấy đó thôi.
còn muốn con ngoan trò giỏi được thông minh hết bệnh, cứ bày tỏ được hay không từ duyên phước, còn giái cái đó không có lỗi. Chúng ta có quyền đến trước Phật chúng ta cầu bất cứ mọi thứ gì, thậm chí tới những người phụ nữ chưa có gia đình hay là những người con trai chưa có gia đình lên cầu duyên cũng không có tội. Xin thưa các vị, không có tội. Con bạn gái 12 bến nước, chưa biết bến nào đục, chưa biết bến nào trong. Người thân của con á, con đã từng thấy những người phía đi trước con đau khổ quá rồi, quan trái nhiều quá. Con muốn làm sao con có một người thương, một người vợ, một người chồng gì đó, sau này đừng làm khổ con như vậy. Cứ bày tỏ, không có tội đâu mà sợ. Tôi lên cầu thì có tội ha. Cái câu này rất là hay. Luật nhân quả chỉ có trong đạo Phật hay có trong tất cả các đạo. Vì một số đạo khác có thể giết con vật tế để ăn mừng. Xin thưa các vị, luật nhân quả đó là người ta cứ nghĩ rằng trong đạo Phật mới có hoặc Đức Phật đặt ra. Ai nghĩ vậy là sai lầm. Tôi đã từng giảng cái điều này là những giáo lý của Đức Phật, những lời nói của Đức Phật, những học thuyết từ trong đạo Phật là một sự khám phá từ một chân lý sự thực của vũ trụ và cuộc đời. Đức Phật không có tạo ra chân lý, mà Đức Phật là người nhận ra được chân lý mà thôi. Nhân quả là một chân lý bất di bất dịch, là một quy luật cuộc đời. Tôi đã từng nói những lời Đức Phật dạy nó giống như sự khám phá của Newton vậy đó. Newton là người phát minh ra lực hút của trái đất, hay là ông chế tạo ra lực hút trái đất? Khám phá ra, phát minh ra. Ông là người đặc biệt mà trong cùng đương thời của ông, tất cả mọi người, người ta nhìn trái táo thấy xuống bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần mà đâu có ai đặt dấu hỏi đâu. Nhưng mà Newton là ông đã đặt dấu hỏi là tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên. Và từ dấu hỏi đó ông trả lời và ông giải thích ra, tìm ra được lực hấp dẫn, tức là lực hút của trái đất, để cống hiến cho đời những cái thành quả sau này là máy bay, phi thuyền, quả tiễn, tàu bay, tất cả những cái ngoài vũ trụ và không gian. Như vậy thì ở đây, trước khi Newton ra đời có lực hấp dẫn không? Có mà chúng ta không biết, cho nên có cũng như không. Cho nên Newton có ra đời hay không là việc của ông. Còn lực hấp dẫn là quy luật của vũ trụ. Nhìn lại Đức Phật, chúng ta thấy gì? Đức Phật có ra đời hay không là việc của Đức Phật. Còn nhân quả vô thường, tội phước sanh tử này có phải tới Đức Phật mới có không? Trước khi Đức Phật người ta có sanh tử không? Có vô thường không? Có tội phước không? Có mà chúng ta không biết. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ được, Đức Phật nói trời, tại sao chúng sinh lại sống trong chìm đắm đau khổ mà không tìm ra ra thoát, từ bao nhiêu kiếp chả chịu như thế này thế này. Như vậy chúng ta sống trong tội phước, trong vô thường, trong đau khổ mà không nhận ra được. Cho nên Đức Phật giác ngộ hay không là quyền của Đức Phật, nhưng quy luật đó là của cuộc đời. Nhờ Đức Phật giác ngộ cho nên nhận ra điều đó, để giúp cho chúng ta có một phương thức để chuyển hóa điều này, giống như sự khám phá Newton để giúp cho các nhà khoa học sau này chế tạo ra nhiều thứ để giúp cho nhân loại vậy đó. Như vậy thì nhân quả này Đức Phật đã nhận ra được quy luật đó. Các người có mang một cái danh nghĩa, một tôn giáo gì khác ở trên người, thậm chí không tin Phật Pháp, thậm chí những cái người chống đối đạo Phật, là cái việc riêng của các vị. Còn quy luật này các vị có tin hay không, hay chấp nhận hay không, nó vẫn đi theo một tiến trình và quy luật của nó. Không phải người Phật tử mới chịu nhân quả, không phải từ người Phật tử mới chịu tội phước. Tất cả loài người chúng ta là như vậy. Chúng ta có nói cho ai đó, một thượng đế nào đó giang tay ra cứu chúng ta, giang sinh gì đó, cái nào ẩm về thiên đàng gì đó, nếu điều đó ông Phật làm được hay là một thượng đế nào làm được, người ta đã làm từ lâu rồi, không có để cho chúng ta đau khổ và lang thang như thế này. Cho nên ở đây nhân quả là quy luật, không ai có thể cứu chuộc được hết. Phật có thể thương tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương con, nhưng cũng không thể ẩm chúng ta về niết bàn được, không thể chịu tội thế cho chúng ta được. Bởi vì nhân quả mà kinh đã dạy, dầu chí thân như cha với con cũng không có thể thế nhau được. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây lời Phật dạy như là ông thầy giáo. Tất cả chúng ta học Phật là học trò, học để lên lớp hay đậu, ông thầy giáo dạy là như nhau. Nhưng mà đậu hay rớt là lực học của mỗi người. Ông thầy không thể thi dùm được, ông thầy không thể học thế được, mà ông thầy cũng không có trù đứa nào ở lợi hết á. Muốn tất cả mọi học trò mình đều đậu, đều lên hết, nhưng mà lên hay không là cái sức học của mỗi người. Cũng vậy, Đức Phật thương chúng sinh, hay là các vị thánh, hay là các thượng đế thương tất cả chúng sinh, nhưng không thể chịu tội thay được, không thể ẩm chúng ta về niết bàn thiên đàng khi cầu cứu được. Nếu làm được điều đó, trần gian này không có một người nào đau khổ như bây giờ hết. Nếu còn đau khổ, đó là không bao giờ có thực trên cuộc đời. Nhớ là những cái quy luật này,
Cho nên nhân quả tội phước, ai có nói gì nói, đừng có nói trong đạo Phật. Chúng ta may mắn nhất, mình là người học Phật là may mắn nhất. Nhờ học Phật mới biết được sự thật này. Chúng ta có làm được những lời Đức Phật dạy hay không là tùy khả năng và nhân duyên của chúng ta. Còn quy luật này, chúng ta làm được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn ai nói như thế nào nói là quyền của người đó, tin hay không là duyên của người đó. Quy luật nhân quả này nó sẽ trùm hết tất cả mọi con người. Nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Không còn nhiều thời giờ cho phép nữa, thì kết thúc tại đây. Chúc tất cả các vị nghe pháp để về vận dụng tu hành, để học và tu theo Phật được nhiều an lạc trong hiện tại và mai sau. Hẹn gặp lại các vị trong những bài giảng khác. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.